280 thì nó to chị vừa. Không, em nói là em chắc cái bao đồng này nè, size nhỏ cho chị mua nè. Chứ không phải là con đó nó có một size à chị. Ha, là chị Phương Hưng nè. Phiêu của chị Chi Nguyễn hình như còn ở đây hay sao á. Rồi, 5 cái quần của chị Phương Hưng nè. 5 quần của chị Phương Hưng là 200, 1, 2, 3. Rồi 5 cái quần của chị Chi Nguyễn nè. Chi Nguyễn Phú Yên. Chi Nguyễn này Phú Yên hả? À, đi. Phải Chi Nguyễn Phú Yên là còn hình như còn đặt cái gì nữa mình hay sao nhá. 5 cái quần của chị Chi Nguyễn nè. Nguyễn Đào. Chị Đào ơi, chị chốt xong cái quần ren rồi chị vào tin nhắn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Được không chị? Năn nỉ luôn á. 5 quần cho chị Nguyễn Đào nè, đâu rồi? 5 quần của Nguyễn Đào. Vừa rồi đòi lấy đầm đá mà chặt chị Phương Hưng chụp lên em ơi. Chị coi cửa hàng nó hàng chính quy hàng xe chụp lên em đi, em báo cho. Chị trải cái đầm chị chụp lên cho em. Chị Chi Nguyễn quận 9 với Bình Dương. Chị Chi này hồi xưa phải làm cứu hộ mà hay mua đầm Việt Nam xuất khẩu bên em không ta? Đầm 280 vòng 1 là bị ôm á nha, ôm body á chị Mạc Thị Lộc. Em vừa là chị vừa đó. Chị Nguyên Đào nè, Mạc Thị Lộc. 5 quần của chị Trí Trịnh nè. 5 quần của chị Trí Trịnh 200 nè. 5 quần của chị Văn Nguyễn nè. Trí Trịnh gì em chưa con? 5 quần của Trí Trịnh nè. Rồi 5 quần của Văn Nguyễn nè. Nguồn chị Văn Nguyễn nè, in rồi phải không? Rồi còn ai lấy quần lót ren nữa không? Còn ai lấy quần lót ren nữa không thì báo em nha. Mấy chị mua thử 5 cái đi về mà thích thì mua thêm ha. Thích thì mua thêm chứ không có gì cần gì phải nôn nóng hết trơn hết trội nha mấy chị. Không có gì mà phải nôn nóng hết trơn hết trội. Để em coi thử, nó có phải quần mặc váy cho em không? Đây là quần mặc váy nè. Mới nó vô luôn không chị? Hả? Mới đây nè. Ờ đúng rồi. 5 quần của chị Thanh Nhàn nè. Chị Thanh Nhàn 5 quần, phải Thanh Nhàn Phú Yên không? 5 quần của chị Thanh Nhàn nè. Con kiểm tra mấy tiêu nha. Ra mấy tiêu có hàng bơm là không có bán nữa đâu. Rồi quần mặc váy nè. Dạ ok chị. Cái quần mặc váy này em có hai màu, màu đen và màu kem. Quần mà mấy chị thường mặc đầm là nên mặc con quần này ở trong. Quần này mềm và mỏng lắm mấy chị, mềm, mỏng và mịn lắm ha. Quần này này size 65-100kg. Chốt giùm em quần mặc đầm nha. Chốt giùm em quần mặc đầm ha, 3 cái 150.000. Lấy quần ren hả chị Thu? 2 bao luôn hả? Không có thể một bao được không? Đưa phòng chị em. Đưa lên phòng chị. 5 quần của Kiều Thu nè. Năm quần của Kiều Thu nè. 3 quần mặc đầm của Tinh Ly Trương nè. 1, 2, 3 quần mặc đầm của Tinh Ly Trương nè. 3 quần mặc đầm của Tinh Ly Trương. Cái quần mặc đầm này là một mình em chắc không phải 30 cái. Một mình em đó mấy chị. Một quần không 30 cái. Một mình em đó. Dạ ok chị Chi. Đây nha chị Chi. Nói chung là cái con quần này mặc ở trong sướng dữ dằn lắm. Chị nào mặc rồi thì biết chất lượng của quần này liền ha. 3 quần mặc đầm. Dạ cho chị chỉ cái này cũng được chị Đào ơi. Được cho con gái em copy vô cho. Nha. Rồi 3 quần mặc đầm của chị Thanh Nhàn. Chị Trang Lê, nếu không phải không nhà không cho muốn tăng được cái năm cả thì chị chị Trang Lê ơi, chị có thể nhắn tin cho em được không? Nếu không nhắn tin cho em được là em chắc phải điêu chị á. Đi lấy cái bao khác là đừng quần lót của tôi. Đồ đi. Đồ đó. Cái này tôi ơi, tôi mở lên kia giùm chị ơi. Tại vì cái này là tắt đặt rồi nè. Bao quần mặc đầm của chị Thanh Nhàn có luôn rồi nha. Văn Nguyên ơi, vô nghe chị cứ mở chị Văn Nguyên ơi.
Dạ chị Vân cho em chụp vlog lóc riêng này. Bỏ cái đồ dưới kia bỏ trên bàn chút nữa em về em chụp hình cho lên. Đó. Đó, hai bình tĩnh. Để khách này khách đặt hàng vẫn dùng cái vlog lóc để đặt hàng. Rồi lên đầm tiếp nha. Chị Mạc thì lọc cái đồng body đó không thì báo em. Đầm này size đa số size nhỏ nhiều size lớn thì. Nhưng mà trong này nó có cái lua zoom đẹp lắm nè. Trong này nó có cái lua zoom rất là đẹp nha. Bỏ trên ghế salon nha. Dạ trong này nó có cái lo, trong cái bao này nó có cái lua zoom đẹp lắm nè. Chị nào đang trông chờ lua zoom thì hốt cái lua zoom này giúp em nha. Hốt cái lua zoom này giúp em. Trời cắm sạc cái hả. Có lót cô tông chị Kabugi. Đưa cái bịch dưới cho em anh Tư. Nhưng mà cái bịch này thì nó có 320 à. 5 cái nó 160. Mới về hàng này mà thì em không có vui với chị. Mới về à. Dạ vừa. Chị anh cần cho địa chỉ nè. Nè chị cô tông gân. Nói chị Kabugi cô tông gân đã lắm nha. Nhưng mà con này là 10 quần thì 10 quần thì 301 mà 5 quần thì 160 nha. Nhưng mà em nói với chị nghe màu nhu ha. Màu nhu mà mấy chị coi nè, lót gân cô tông nè. Hơi bị đã luôn, nó có cái đường gân nè chị. Con này mới về mà em định ngày mai em mới bán. Lấy 3 quần mặt đầm cho chị Chi Nguyễn đi. Quần mặt đầm. Ừ. Ủa lót này lấy cho chị Đào rồi nha. 3 quần mặt đầm là 3 con cái màu đen á Ti ở trong bao nó đó. Ừ, 3 cái. Copy lại của chị Anh Nguyễn và chị Nguyễn Đào quăng vô đi. Cái này chị ta mua vi mặc thử 5 cái đi rồi mê. Tại vì định tối đi chụp hình xong mai mới bán lô này đúng không? 3 cái 150.000 của chị Chi Nguyễn. Lấy luôn một bịch hả chị ta mua vi. Tí ơi lấy cái cục hàng mới đem ra đây cho chị. Cục hàng mới đem vô á, đồ lót á. Lót quá vậy. Cái của Kiều Thu nè, 160 của Kiều Thu. 5
Vân đó cho chị Thu nè. Rồi cái này là của chị Vân Nguyễn nè. Vân Nguyễn nãy giờ có bill chưa? Rồi Vân Nguyễn là 301 nè. Vân Nguyễn 301 nè. Hôm nay bẻ suốt cái gì không chị? Hôm nay đeo cài đó chị. Ủa, đeo cái này 301 đúng rồi, 301 này 301 là 10 cái 301 đúng không Tư? Đúng rồi. Rồi lấy cho em cái quần mặt đầm, lấy cho chị Nguyễn Đào một cái quần mặt đầm này. Quần đầm này một cái, còn một bịch rưỡi sao một cái. Đây nè Tư ơi, rồi một quần mặt đầm nè, một quần mặt đầm chị Đào. Mà mấy chị biết sao, mặc một cái vô cái mấy chị khó chịu lắm thiệt. Mấy chị phải mua phải hai cái, tại vì mặt nó rất là sướng nha, đẹp luôn á. Rồi chị Hương Ngọc một con nè. Chị Hương Ngọc có bill chưa vậy? Chị Hương Ngọc một con nè. Cô rớt cái bình áo dúng xuống thì chút đem bỏ lên lại đi. Hương Ngọc 50.000 nè. Hồi nãy có cái bill của Lon Bùi Thái không anh? Đợi chút nữa em tặng hàng cho Lon Bùi Thái nha. Đi lên lầu lấy bộ Dior này thấy hay là kệ em. Chứ cái bộ này caro ở nhà dưới là anh Tân. Bộ caro này ở nhà dưới thấy hay là caro ở nhà dưới luôn á. Nó một size à chị Trang Mai, một cái quần mặt đầm. Thôi đừng mua một cái nữa nha mấy chị, tội em. Đừng mua một cái nữa nha. Trang Mai 3 cái 150.000 chị đừng mua một cái nữa. Rồi đi RXL của Trang không? Anh Phú Mai gửi giùm em nè, Lon Bùi Thái nè, 160 của Lon Bùi Thái. Rồi lên cho mấy chị mặc thì Lộc, hồi nãy có lấy cái đồng không vậy? Kiểm tra coi thử chị mặc kéo comment lên. Chị mặc thì Lộc nói là vừa thì lấy cho chị phải không? Đúng rồi. Mặt lọc xong thì vô trong đó, mặt lọc còn mấy chục ngàn, thì 80 ngàn rồi đó. 80 ngàn hồi đợt mua đó. Rồi mặt thì lọc nè con, bấm bấm in luôn rồi bé. Bấm in cô mặt thì lọc 288 nè. Bấm in cho cô mặt thì lọc 288XL không Tư? Anh đang ghi ai ạ? Ra mặt thì lọc 288 nè. Anh ghi Lon Bùi Thái chưa? Rồi. Nè Lon Bùi Thái. Lon Bùi Thái 220 luôn nè. Rồi Ti đứng dậy lấy cái đầm này nè, cho Lon Bùi Thái luôn 280 luôn. Bỏ bình bóng gương chưa? Rồi lên zoom nè, zoom nó có 3 màu mấy chị. Nó có màu cam đất, nó có cam đất, nó có xanh đen và hình như có được 3 cái đen mà em không biết 3 cái đen xài gì. Mà con này mấy chị mặc lên sang chảnh lắm nha, nó có cọng dây bụng nữa ha. Nó có cọng dây bụng nữa. Rồi con này size bao nhiêu đây? Không thấy xài. Con này size bao nhiêu đây? Dạ con này là size khoảng cỡ từ con này là size 70 đến 8 75 đến 85 kg là con đó là em vừa là chị vừa em dòng vú 112. Không cái đầm hoa nè. Đầm hoa sát bên. Đúng rồi. Rồi đây nè một size à. Đây nha mấy chị nha. Con này là 200 nè. 208 không có size chị anh Trần. Con này là 200 nè. Con zoom 200 chút giùm em là zoom. Zoom này màu gì ta, đỏ đô hả? Zoom này đỏ đô nha. Không vừa zoom đỏ đô. Con đó Lon Bùi Thái 208. Zoom đỏ đô nè. Đỏ đô zoom. Con này là xanh đen nè quý vị. Con này là xanh đen, con này có size nhỏ nha, 60-72kg ha. Con này có size nhỏ nè. Con này có size nhỏ, cái này là xanh đen nha mấy chị nha. Cái này là xanh đen. Chị nào chốt zoom màu gì thì chốt giùm em zoom màu đỏ ha. Rồi màu đen có 3 con nè. Màu đen em có 3 con size lớn. Màu đen có 3 con size lớn nha mấy chị nha. Chị nào chốt zoom chốt lên giúp giùm em zoom ha. Zoom này chỉ có 200 ngàn thôi. Chị nào chốt zoom thì chốt giùm em zoom 200 ngàn ha. Chị nào chốt zoom 200 ngàn thì chốt zoom ha. Anh cứ ghi lên được cái cộng ship cho Giang Đại, được cộng ship. Anh ghi con zoom này cho con Lon luôn nè. Lon Bùi Thái 200 zoom. Đó zoom xuống dưới nó ưng thì nó lấy, nó không ưng khỏi trẻ về. Mấy chị không ưng zoom phải không? Con đầm này hồi nãy 180 nó còn sót một con nè. Nhưng mà con này mã khác nha. Con này hoa vậy nhưng mà cái kiểu, để em coi được cái kiểu sao. Cái kiểu đó là cổ tròn.
tròn, nhưng mà con này size lớn nha, con này size 20. Size này là size 90 đến 100kg nè. Con này 180, 200. Con này là size là 90 đến 100kg nè. Con này là 200 ngàn ha. À con này là 180 ngàn. Con gạt chỗ hoài, trời trả lời 3 lần rồi đó. Mà nói lúc tôi không biết cái đầm đó, cái đầm này cũng nhiêu tiền. 180 ngàn con đầm này 90 đến 100kg. Gì mà có món hỏi hoài. Nó luôn tụ biết được không đầm hả. Hôm nay em có được con đầm công sổ nè. Size 14 có 1 con à, 200. Có đúng 1 con thôi, nhưng con này mấy chị ơi mặc vô nhớ cột rồi nha. Đây là 200, có móc ngủ nữa, đây này con. Phương chốt của chị Huệ Phương 180 nè. Huệ Phương 180 nè, em có con đầm này size 14 nè. Từ đầu like tới giờ chị Huệ Phương mới chốt kịp con này. Đẹp lắm nha quý vị khán giả, size 14 nè, 200 đồng công chức size. Đầm công sức, đầm công chức tay cánh tiên ha. Đầm công chức tay cánh tiên chốt giùm em là size 14 ha. Xanh đen size 14. Em có bộ nhà nè. Em nói thiệt với mấy chị là bộ này á, nói thiệt lòng luôn, bộ này là 200 nha, bán cho 101 nè. Bán cho 101 size nhỏ nè. Bộ xếp ly hàng Quảng Châu nè. Ha, bán 101. Xinh lắm nha mấy chị. Dạ thông báo mấy chị là rất là xinh nha, nhưng mà size bé. Nhưng mà size này là khoảng 60 đến 75 kg thôi. Nè mà quần dài nữa ha. 60 đến 75 kg. Xinh không mấy chị? Bộ này mà xả mấy chị 101 là mấy chị quá hời luôn. 60 đến 75kg xả 101, bộ này mấy chị xả cái mấy chị quá hời luôn. Chốt giùm em bộ xếp ly vàng 101. Đầm 180 có 1 con à chị. Rồi 101 ngàn quán bì đó đi. 101 ngàn bộ xếp ly 60. Chị nào 60 mang cũng ôm đẹp, mà chị nào 75kg mang cũng đẹp, ok ha. À, chốt giúp giùm em. Rồi bộ đùi luôn xả 101 luôn. Đây bộ đùi cưng không? Áo cưng muốn chết luôn. Đó, áo cưng muốn chết ha. Xếp ly xanh ngọc. Mắt mẹ cái quần. Xếp ly xanh ngọc. Ai chôm cái quần. Xếp ly xanh ngọc. Ai chôm cái quần. Chôm giùm mọi lộn ai chôm quần cho em. Dạ 60 đến 70kg. Chốt giùm em xếp ly xanh ngọc 72-73kg cũng vừa. Không ai chốt xếp ly thì qua. Bộ đùi xanh ngọc 101 của chị Anh Ngọc. Bộ đùi đó có mấy màu lận chị? Chị lấy màu trắng không? Chị lấy màu trắng không? Đây em có bộ đùi màu trắng nè. Bộ đùi màu trắng mà có tay nha quý vị. Xả 101 luôn cho đỡ nhục. Bộ đùi màu trắng có tay size dưới 72, 73, 74, 75 kg 101 ngàn. Dễ thương không mấy chị? Chốt giùm em đùi trắng xếp ly xả 101 ngàn cho đỡ nhục. Đỡ 101 ngàn cho nó đỡ nhục. Quấn cho nó vừa nhuột mà vừa tâm phụt mà khẩu phụt luôn. Rồi lên đầm 200 cho mấy chị nè. Vải đẹp vô số kể lắm nha. Nói thiệt với mấy chị là vải đẹp mê luôn ha. Vải đẹp mê, nhắn tin cho anh Đại với anh Diễm đi anh ơi. Mai có một cái bill da 11 giờ Bình Thạnh. Tính bằng da ráp. Đây nè mấy chị, đầm phôm nhẹ nè. Đầm phôm này size lớn chứ không phải size này 16, là phải dưới 90kg ha. Đùi trắng của chị Hạnh Huỳnh 101 nè. Dạ anh Huỳnh này khách cũ khách mới. Rồi đây mấy chị, cái đầm này mấy chị coi vải giùm em nha. 200 nhưng mà có dây ở giữa bụng ha. Đầm này size 16, đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên like chị. Bên em là ship 20 ngàn, có hỗ trợ ship cho mấy chị. Nhưng mà mấy chị kiểm tra hàng mà không lấy thì lần sau em không bán cho mấy chị nữa. Nhớ dù mấy chị nhận hàng mà lỡ chặt lỡ rộng gì, mấy chị cứ báo chụp hình qua báo em giải quyết. Còn mấy chị xuống kiểm tra hàng là coi như trả tiền ship hay như thế nào nữa thì em cũng không bán nha. Ừ, tại vì em không có nhân viên, em bán là thì thà lắm, mấy chị muốn nghỉ sao nghỉ. Không có màu khác. Con đầm này size 16 nè, 200 ngàn. Đầm này là lai dông nha mấy chị. Kiếm được cái bao quần rin chưa anh Tư? Chiều giờ có biến kiếm được cái bao quần rin không vậy? Lên đầm này nè. Đầm này cũng 200. Không có màu khác em. Đây này mấy chị, xinh không? Size nhỏ nha. Size này là 60 đến 70kg nè. Ôi xinh không? Mà cái vải đẹp lắm, 200. Chốt giùm em là làm gì ta? Chốt giùm em mã lạ đi ha. Mã lạ 200. Mã lạ 60 đến 70kg 200 mã lạ. Chị nào chốt mã lạ 200 thì chốt lên giúp giùm em mã lạ. Mã lá size L.
Mã lạ này size L nè. Mã lạ size L 60-70 kg. Rồi em có một con mã lạ size, hai con size L. Mã lạ nha mấy chị. Chị nào chốt mã lạ chốt lên giúp giùm em mã lạ với ha. Chốt giúp lên giùm em mã lạ. Con này XL nè, 70-80 kg nè. Con này là 70-80 kg. Con này form đẹp lắm nha mấy chị. Con này form đẹp cực kỳ. Không có Nhung Lâm, để chút nữa chị coi lại thử có chị đưa ra cho. Rồi chút xíu. Rồi con này mã lạ nè. Rồi lên cho mấy chị một con áo ren nè. Áo ren 100.000, áo ren trắng. Áo này hàng Việt Nam xuất khẩu Thung Lai Dông nha. Ren trắng 100.000, con này size lớn. Con này size phải 85-95 kg. Con này size lớn phải 85-95 kg nha nha mấy chị nha. Con này size lớn, con này phải là từ 80-90 kg đi cho nó đẹp. Chốt giùm em là áo ren trắng ha. Mã lạ của chị Thanh Nhàn kèm số ký đi chị Nhàn ơi. Mã lạ của chị Nhàn kèm số ký giúp em nha. Em có một con công sở size nhỏ nè, bán mấy chị 100.000 luôn ha. Công sở này size dưới 75-77 kg, bán mấy chị 100.000 sơ mi. Sơ mi này đẹp lắm nha. Mã lạ kèm số ký đi mấy chị. Mã lạ XL của Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn XL trước nè con. Thúy Nguyễn XL trước. Hạnh Quỳnh ơi, em xin địa chỉ số điện thoại chị xem được rồi. Chị đi ra bước kia chị Hạnh Quỳnh ơi. 200 con. Để em coi thử con XL cho chị Nhàn không. Rồi XL của chị Thanh Nhàn nè. Thanh Nhàn 200. Mã lạ 70 kg của chị Thùy Dung. Vải đẹp lắm nha chị Dung. Vải đẹp lắm luôn á. Thùy Dung 200. Thùy Dung Dũng Tàu nha. Đâu răng đông miếu đâu mỏ đâu tùm lum. Beo. Chị nào chốt beo chốt giúp giùm em beo ha. Chị nào chốt beo chốt giúp giùm em beo. Còn ai coi live stream không vậy? Coi thử con mấy người coi vậy ta? 112. Không phải đâu, đừng coi trên đó. Coi trong mấy live stream á. Lùng quá thử lùng. 75. 75 hả? Sao anh biết? Coi lên 78. 74. Lên 78. 74. 100.000. 100.000 áo sơ mi dưới 70 kg. 100.000 áo sơ mi beo dưới 70 kg nha. 100.000 áo sơ mi beo dưới 70 kg. Chị Thúy Phan có muốn lấy beo không? Chị Thúy Phan có muốn lấy beo không thì báo em nha. Em có con đầm nè, sale cho mấy chị giá 150 nè. Có một con à. Nhưng mà đầm này mặc lên như công chúa mấy chị. Em nói thiệt mà đầm này mấy chị mặc lên như công chúa. Đầm này xả cho mấy chị 160 nè. Đầm này size là 70-80 kg đầm sọc. Chị nào chốt đầm sọc chốt lên giùm em đầm sọc nha. Thì lấy ba cái dâm màu đi. Con xanh đen, con hồng này phải lớn nha. Riêng con đen. Riêng con đen. Chị Hạnh Dung 1 phút nữa. Chị Hạnh Quỳnh 1 phút nữa. Có anh thả tiêu chị Phan lấy gì vô. Chị xem để rồi chị đâu mất tiêu rồi. Có thì xẻ đi. Một con nè. Thôi chị. Có thể nào mua rồi giá bộ mình lịch sự mình cho địa chỉ số điện thoại được. Rồi con này nè, với con đen nữa đó. Rồi ba con. Bỏ lên chụp hình. Beo 70 kg. Không vừa đúng rồi. Có con đầm body nè. Đầm này size lớn nè. Chị nào mà size 90-100 kg chốt với con đầm này nè nha. Đầm này 160.000. Đầm này 160. Em có con đầm xanh. Con này là con này của chị Tâm nè. Nguyễn Tâm 200. Bỏ hết cái bao này vô đi. Ghi là bao dung hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Đưa lên lầu đi. Này để treo này. Để lên treo bằng treo. Treo này. Này treo này. Bao dung Việt Nam xuất khẩu. Để kiếm cho Nhung Lâm. Ừ, móc người có mấy cái áo đó tiền. Áo trắng rồi nè. Để móc đi. Dân hàng Việt Nam xuất khẩu. Không lấy màu trắng.
Để có thừa cám hoa này nha. Dạ chắc hoa này đầm sóc hả chị, trồng sọc hả chị, đầm như như công chúa nha. Đầm này hồi xưa em bán nhiều lắm luôn á, giờ nó sót lại một cái bán 160 vậy thôi. Đầm này em mặc lên bao cưng luôn, vải co giãn phơm đẹp lắm, 160 là quá rẻ. Đây nó lâu đúng không? Lâu không chị nha. Thầy tưởng khó quá Nhung Lâm ơi. Cái này cũng size nhỏ nè. Cái này cũng nằm bộ dây nè. Bộ dây cam đất ha. Chị nào chốt bộ dây cam đất chốt giùm em 101. Bộ dây cam đất 60 đến 70 kg thôi, tại cái quần nó hơi nhỏ hơn do so với cái phơm áo. 60 đến 70 kg thôi ha. Bộ cam đất. Chị nào chốt cam đất thì chốt giùm em cam đất. Cái này chắc đưa lên kho với tôi à. Bộ đưa giùm em lên kho đi. Đưa lên kho bộ này. Lấy bộ cam đất cho chị anh Trần ơi. Lấy bộ cam đất cho chị anh Trần, năm mốt có cái quần nữa. Năm mốt của anh Trần. Năm mốt của anh Trần. Cái bao này đưa lên kho luôn rồi tôi ơi. Cái bao đồng quay nè. Bắt những cái bao cho chị mà đi lên kho, cái mà đi thì dữ không? Đây. Rồi mấy chị có muốn lấy áo thun mà 50.000 không? Nhưng mà mấy chị mua đừng lựa nha. 50.000, 50kg đến 70kg. 50.000 con, nói chung là mấy con này là đều 80-90 trăm á. Chị nào mua thì em lên áo thun nó cho mấy chị. Mấy chị có muốn lên không? Muốn lên thì em lên nha. Hả? À, muốn lên thì em lên. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm kim tuyến. Đầm này có size tới 20 lận ha. Đầm này có size tới 20 luôn. Hả? À, chị nào chốt đầm này thì báo em. Đầm này là có size 12 tới 20. Hả? À, chưa có dâm đi chị. À, đầm này là có size từ 12 tới 20 đầm này nè. Đầm kim tím nè. Chị nào chưa chốt đầm này thì chốt lên giúp giùm em. Đầm kim tím bỏ trên bàn giúp em lên tin. Đầm kim tím nha. Có size. Đầm này hôm qua em xả cho mấy chị có 200 là đầm này 280-300 vậy. Nhưng mà size này là size 80 đến 85 kg mấy chị. Nói chung là dưới 85 kg là ok nha. Có size. Có size, size lớn là 16 với 18 thôi. Đầm này chị nào hôm qua chưa chốt thì tranh thủ chốt giúp em 200.000. Đầm này em có mặt chụp hình nè. Đầm này đẹp lắm. Có mặt chụp hình. Rồi thun lai dông nè mấy chị. Thun lai dông dít dắt. Thun lai dông nha. Chị nào chốt đầm này thun lai dông chốt giùm em. À, từ từ kia lấy giùm chị con đầm rêu ơi. Tôi lấy em con đầm rêu đó. Đầm rêu size số 10. Có giùm đắp chéo rồi để chút chụp hình lên cho anh Nhung coi. Đó con đó đó. Phải số 10. Mà quá trời lộn này mệt quá. Rồi đây là đầm cổ trụ nè. Đầm cổ trụ chị nào chưa có thì tranh thủ chốt nha. Đầm cổ trụ là đầm chữ N ở sau. Đầm này em mặc lên đẹp lắm luôn. Đầm này mặc lên vừa đẹp mà vừa gọn nha mấy chị. Thông báo là đầm này mặc lên vừa đẹp và vừa gọn. Thông báo nhẹ nhẹ thôi ha. Mấy chị về cắt túi ra giúp giùm em. Đầm cổ trụ nè mấy chị. Sai lá sai gì em Tư? Có con thử có cái nào sai số 10 không? Trời ơi con đầm này em mặc lên bao đẹp bao gọn luôn á. Đầm cổ trụ nè. Chị nào chốt đầm cổ trụ chốt lên giúp giùm em đầm cổ trụ ha. Đầm cổ trụ. Em còn con đầm sai 60-68 kg nè. 60-66-67 kg nè. Phải 150 còn đúng con rồi nha. Ai chốt thì chốt đi. Gì em Tư? 12 con hả? Chết mẹ lấy đầm này về đi chị Minh ra. Cô trả lời cô Minh Nguyễn, cô Nguyễn Minh gì đây, hết đầm lai dông nó size số 10 rồi. Ha. Đầm NY 100 kg, chưa kiếm có ly hồ ơi. Nó còn size 2 ít à. Sao bữa nay nó may sao mà đợt này tự nhiên bị rụng lại mấy con size 100 kg không biết nữa. Đầm này size 16 là đầm này của đầm của CK nha. Đầm này size 16 của CK, đầm này đầm sơ mi. Trời đầm này em nói với cái vải với cái phơm lên đẹp lắm, đẹp đỉnh luôn. Hết size gì? Đầm CK hết size 10 rồi. Rồi bỏ lên trở nữa là xong nè. Tê Tê đưa con đầm bây giờ chị chụp hình đi. Con đầm đó nè, đưa lên kia. Rồi, kết thúc chương trình nha. Mai mình gặp nhau nha, em xuống like nha mấy chị nha. Kết thúc chương trình cho mấy chị. Mai mình xuống like, em xuống like nè. Mai mình lại gặp nhau nha mấy chị nha. Mai gặp nhau ha. Mai gặp nhau cho mấy chị nè.
À, rồi em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Hello chị Quỳnh Loan, Quỳnh Loan. Cảm ơn mấy chị nhiều rồi, cũng có thương hỏi lùng mấy lần. Thế là mấy cô hẹn gặp lại ngày mai. Chưa mai mà nó gì khỏe thì 2 giờ, 12 giờ rưỡi nha mấy cô. Còn không thì tối 8 giờ 30 vô nha mấy cô tính. Mấy chị ơi, xin an toàn, đẹp quá. An toàn không đồng nha mấy chị. Xin like cho má ai cho em với. Áo lụa gì em tặng không đồng hả chị nha. Chị với mình. Thì không. Mấy chị ơi vào xanh áo lụa nhẹ tặng không đồng đi mấy chị đẹp. Mấy chị vào hết đi mấy chị ơi. Lụa nhẹ quên anh tặng không đồng mấy chị nha. Tặng free. Chị yêu nào có mặt trong like của em chấm ai giùm em với. Chấm ai chia sẻ bài sang quà nha mấy chị. Chấm bài chia sẻ bài cho em gái đi mấy chị yêu ơi, mấy chị yêu của em ơi. Mỗi chị tặng cho em một nút chia sẻ like đi. Tặng cho em một nút chia sẻ bài để sang quà không đồng, áo tặng không đồng. Lũi nhẹ tặng không đồng nha mấy chị, hôm nay tặng tặng áo lũi nhẹ. Mấy bạn ơi, mấy chị ơi vào đông đủ hết rồi like luôn mấy chị. Em chào chị Thủy Nguyễn, hello chị, hello mọi người, chào chị Nguyễn Trinh, chào chị Bích Phượng, chào chị Lê Lê, chào chị Thu Thủy nha. Chị yêu này đang có mặt trong live của em, người cứ chấm ơi comment lên với chị ơi. Chào chị Tiếp Vụ như vậy ơi. Áo lụa nhẹ quên anh tặng không đồng đây. Vào đông đủ mấy chị ơi, sang có nhân viên gọi chốt đơn là gửi rồi nha tì ơi. Nhân viên gọi chốt đơn là gửi rồi chị. Mấy chị ơi vào chia sẻ like cho em mọi người ơi. Hôm nay đầm nhung quần nhung nha mấy chị. Đầm giá 79.000 nha. Tặng một like cuối nha. Và chia sẻ mạnh cho em đi mấy chị. Mỗi chị hãy chia sẻ bài để chuẩn bị sang bài đầm giá 79.000. 79.000 hay 99.000 đây. Hôm nay muốn em tặng giá bao nhiêu? Đầm giá 99.000 hay đầm giá 79.000? Comment lên tiếc gì cái bình luận mà không comment lên là không có được. Đọng bình luận xíu nữa chốt không được cho quản. Bình luận mà cũng sợ người ta biết hay sao vậy mấy chị? Gì mất? Ai hả? Mộng Trinh. Rồi em chào 22 chị đang xem. Rồi bên này chào 6 chị và đông đủ em mấy chị ơi. Rồi chào 102 chị đang xem, mấy chị vào hết cho em. Chào Cúc Bẹt nha, Cúc Bẹt ơi. Chào Cúc Bẹt. Chào mọi người. Phi Hằng ơi. 45 kỹ có luôn nha Phi Hằng ơi. Ok nha chị Thu Nguyễn ơi. Ok chị Thu Nguyễn. Em đợi mấy chị vào đông đủ hết được rồi em lên luôn. Mấy chị vào đông đủ hết đi mọi người. Vào đông đủ và thì chia sẻ nha mấy chị, nhớ chia sẻ like nha. Chia sẻ mạnh livestream. Đi rồi anh chị vui rồi ơi. Đơn chưa là nhân viên ngồi chốt là đi rồi, có đầm nha Cúc Bẹt ơi, có đầm luôn. Đầm nhung, quần nhung, áo nhung. Đồng giá 79.000 hả? Còn lấy cái của chị vậy?
đó của chị. Mà ông Tùng á. Thế là chị lại xong chị lại nhá. Em ơi, xem đơn chị sao chưa nhận được Quang Vinh. Rồi, ok chị. Rồi, chào. Em chào chị Nhung Huỳnh. Mấy chị vào hết đi mấy chị ơi. Rồi, bây giờ mình anh tặng quà đây. Tặng áo. Mấy áo này là hơi bị nứt chữ. Em tặng không đồng nha mấy chị. Nè, áo đẹp lắm. Nước sơ này gấp nè. Đó. Gọi là lỗi nhẹ nha. Tặng cho chị yêu nào có chia sẻ like cho em thôi nha. Mấy chị không chia sẻ like em không có tặng đâu. Áo này em bán 50.000 cái đó. Lỗi là em bán 50.000 cái đó. 50.000 cái mà nếu như mà em tặng mấy chị phải chia sẻ cho em nút nha. Trời ơi, một nút chia sẻ like được cái áo này 50.000. Chị mới đây mà chị Quang Vân ơi. Em chào chị Bảo Châu Trần nha. Chưa tới đâu, ráng đợi giúp em ạ. Tối nay mấy chị vào đông đông chia sẻ like đông đông cho em đi. Em chào chị Gia Bảo Châu Trần rồi. Ba vô nói con trai cho cho mẹ 50 ba. Hai em. Ok chị Thu Nguyễn, ok chị Bảo cho Trần này chia sẻ cho em, ok chị Thị Nguyễn, chia sẻ lo cho em nha, chứ lụi nhẹ em cũng bán 50 với 70 đó, chứ không phải tự nhiên lụi nhẹ có lụi nhẹ đâu nha mấy chị, hàng này em cũng nhập về đấy, mà nó lụi nhẹ em không bán cao tiền mà em bán lụi em bán 70 một cái áo bình thường là bán 150, sale là 100.000 rồi đó mấy chị, từ 100.000 trở xuống là hàng em sale rẻ rồi đấy. Cho nên là bình thường cáo lụi nhẹ như thế này là em bán 70.000 rồi, lỗi nhiều thì em bán 50.000. Đó, mà bây giờ em tặng mấy chị không đồng là mấy chị chia sẻ cho em đó nha. Không chia sẻ là em không có tặng đâu đấy, tự nhiên phải có chia sẻ chứ. Một cáo lụi nhẹ 50.000 chứ ít nè. 50.000 chứ đâu phải là 5.000 mấy chị. Cho em một cái nút chia sẻ like đi. Cảm ơn Duyên cho mấy chia sẻ nha. Theo Trần Thu Thảo. Mấy chị ơi, 32 chị, bên hai hen mới 32, bên City mới có 17 à. Bên store được 172 rồi. Vào hết đông đủ đi, hai bên này đang có yếu kém luôn. Đó, rất là yếu kém luôn, chia sẻ like để đẩy view lên mấy chị. Mấy chị ơi, đồng tâm hiệp sức lại, chia sẻ like để đẩy view lên. Em mới lên đồng giá 79.000, không view không tăng là em không like nha mấy chị. Mấy chị khi nào chia sẻ like đẩy view lên cho em, view tăng thì em lên. Còn không thì thôi. Tối nay ngồi tâm sự mỏng cũng được. Không cần phải like. Đợi mấy chị lâu quá. Em phải chờ view đông em mới like mấy chị ơi. View kém quá. Không like được. Không tặng được. Mấy chị chia sẻ đông tâm thì sức lại. Chia sẻ like đẩy view lên cho em đi. Chia sẻ mạnh lên để sang áo không đồng mấy chị đi. Mọi người ơi. Chào chị Giang Nguyễn. Chào Bảo Trong Vỏ nha mấy chị ơi. Mọi người ơi là mọi người ơi, lên nào. Chia sẻ mạnh cho em nè. Cho chị cái đó, cái đó coi. Mọi chút quá. Chia sẻ mấy chị ơi, không chia sẻ mình bán luôn nha. Không chia sẻ là em bán luôn hả? Bán áo lụi nhẹ 50.000 nha mấy chị ơi, 50k mã lụi 50.000 mấy chị. Đẹp quá. Cái này 55kg trở về là mặt đẹp mà lụi 50.000. Không chia sẻ like em tặng không đồng cho vui. Nhanh tay lì chân lên. Quá đẹp. Cái này mấy chị ơi, chị cho thêm cái bo củ vào. Cái này củ tròn. Nhớ là kiểm chữ lỗi giúp em nha mấy chị ơi. Đẹp không áo nam 50k áo nè, mọi người cái lỗi cái cơ cổ nè, về bỏ cái cổ vào. Mã lỗi 50k cho chị Phi Hằng. Thì không, lỗi nha, 65kg trở về mã lỗi 490-50k. Lâu ngày em đẹp ha. Cảm ơn chị Thang thì bánh phan. Trời ơi, lâu quá rồi không gặp chị. Nước chữ mấy chị nè. Lỗi 50k, 60kg trở về mã lỗi. Lỗi 98, 50k, mã lỗi 98, 50k.
cái này em tạc cho mấy chị không đồng, được không? Mà mình mất cái chữ này. Rồi 60kg trở về nha mấy chị ơi, tặng không đồng nha mọi người, mà 299. Không đồng 299. Bọn này view kém quá à. View kém quá à, quấn like. Áo nam màu đỏ 80kg, bây giờ chưa có. Đỏ 80kg có xíu nữa. Chút mà kịp chữ lỗi giúp em nha chị ạ, nghiện quá thôi. Rồi lỗi mấy chị ơi, lỗi 50.000. 60kg trở về mã lỗi 50.000 nha mọi người. Mã 448 lỗi, 448 50.000 kèm chữ lỗi luôn. Cho chị Nguyễn Phi. Phải kèm lỗi em mới bán được. Phải kèm chữ lỗi giúp em mà lỗi 50. Không lên giả len chị Phan Thị Minh Phan ơi, giả len là bình thường quá rồi. Sale chứ có đâu. Bây giờ lên nhung nó mới hot. Nó mới mặc nó mới ấm. Rồi mọi người ơi, đẹp không? 52kg trở về mã lỗi 197 50.000 nha. Mã tỉnh 299 cho chị Phạm Hương. Em chào chị Vũ Lâm à. Cái này đẹp lắm. Đẹp hơi chín màu sơ thôi. Lỗi 197 50. Đỏ nè. Đỏ của Nam nè. 60kg trở về mấy chị ơi. Mã lỗi 77 50. Kèm chữ lỗi cho mấy chị ơi. Lỗi 77 50. Rồi bắt đầu bán hàng nha. Thấy kèm chữ lỗi em mới chốt được nha mấy chị ơi. Không kèm lỗi được bán hàng đi. Bán hàng không lỗi mấy chị ơi. Lên nào. Có nha chị Nguyễn Hạnh thôi. Rồi bây giờ bắt đầu biết sale nha. Biết sale đồng giá 79.000 hàng. Quá đỉnh luôn mấy chị nha. Em sale 79.000 hàng không lỗi. Nếu như... em đang bán đồ nhung đó chị Phan thì mến Phan ơi. Nếu như lỗi nhẹ mấy chị về bỏ qua. Tại vì em sale có 79.000 hàng. Rồi sale rẻ cho mấy chị khách nhà mình để chi. Và mặc ấm mùa đông này. Đó, nhanh tay liền chân lên mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị. Đầm đỏ đô 65kg trở về là mặt đẹp nha mọi người. Đầm đỏ đô 65kg trở về mà. Mã 87, 79.000. Em chào chị Nguyễn Nga nè. Siêu phẩm nè. 60kg trở về là mặt đẹp. Chốt trên mã 101, 79.000. Em chào chị Nguyễn Nga. Nhanh lên nhớ chị ơi. Like ít rồi người em mọi người. Có nét view kém với chị em họ like lâu đâu. Cảm ơn chị Vũ Lâm. Mấy chị ơi áo nam nè mọi người. 65kg trở về áo nam mã 4979.000. Hàng đẹp nha. Mã 4979.000. View kém, mấy chị chia sẻ đẩy view lên cao thì em còn ráng em like thêm. Còn như nếu như mà view thấp quá thì em sẽ dừng sớm mấy chị nha. Đó, chưa chuyển khoản, chưa chuyển khoản, tức là không có gửi nha chị. Đó, khi nào nhân viên báo chị chuyển khoản thì khi nào chị chuyển khoản qua đi mới gọi. Còn không chuyển khoản là đơn của chị sẽ bị hủy. Đó. Rồi ok nha chị. Nhân tay mấy chị ơi, đầm này cho em một người nha. Forisai, chốt trên mạng 387, 79.000. Đâu có 497 đâu, cốt đẹp ơi. À 49. Nhanh tay mấy chị ơi, đòi đồng này 55kg trở về, chốt che mạng 169.79.000. Áo khóc xe cho mấy mẹ luôn này, áo khóc 150.000 này. 52kg trở về mọi người ơi. 52kg trở về 150.000 luôn, bán rẻ luôn mà 361 khóc. Áo hiệu nữa ơi. Áo nè. 87 cho chị Nguyễn Trinh. Áo này mà 49 á. 49 cho chị Cúc Bẹt. Nguyễn Hạnh chậm mất rồi Nguyễn Hạnh ơi. Cứ bị dọ xuống đây. Ít người xem quá không muốn like chị ơi. Ôi em like phải đông người cho ít người em làm biến quá. Khóc. Tốt rồi nè. Tốt rồi hả? Khóc. Đóng cho Cúc Bẹt nè. Cái áo nam. Cúc Bẹt đúng không áo nam? Rồi nhanh tay mấy chị ơi, áo nơi nè mọi người ơi, bán này 79.000 chu nó mới, trời ơi là trời. 2 số 1, 150 cho Trần Ngân Khánh. Rồi áo nam này 60kg trở về mà 35, 79.000, tặng rẻ lắm mấy chị. Nếu có đẹp đấy nha. Nếu có là đi rồi nha chị Thủy Nguyễn ơi. Rồi đỏ cho em mọi người, 45kg trở về chốt cho em mã 106. 45kg trở về mã 106. 101 cho chị Diệu Châu. Em cảm ơn chị nhiều với chị Vũ Lâm ơi. Rồi đầm đuôi cá 45kg trở về mã 186. Đẹp quá. Mã 186. 35 cho chị Cúc Bẹp. Rồi chốt áo đang mặc cho Huy Nguyễn này. 79.000 luôn. Tặng rẻ cho em gái đó. Chia sẻ mạnh cho em nha. Đi đâu từ
nha, một món anh em không đi nha, chú ơi nha. Nhớ đâu trên 100 nghìn nha mấy tỷ ơi. Đơn từ 2 áo mới đi đó. Rồi đồng này cho em 60 ký trở về là mạc đẹp mã 16379 ngàn. Mạc đẹp mơ luôn. Còn ít em siêu rẻ mấy chị. Nói thật là còn ít. Em lên siêu rẻ mấy chị. Đó, những đơn hàng gom lại, những đơn hàng xả, những đơn hàng bom, những đơn hàng chờ cặp gom lại, tức là những đơn hàng người ta đang chờ những cái siêu phẩm ở chờ hồi không thấy xả ra, cho nên là còn ít lên siêu rẻ tối nay đồng giá 79 ngàn, cho nên mấy chị ơi đông đông em mới lên đó, đông người em mới lên mấy chị, cho ít người là em không có lên nữa thật, mà ít người em càng không thể nào lên, tại rẻ mấy chị 79 ngàn đứng một buổi trời like được mấy chị. Một buổi like em tới 4 tiếng hồ, em nói nó rất là có chú mấy chị rồi đó chị Trần, mà nó không có lời mấy chị hiểu không, có 79 ngàn là không có lời đồng nào hết, cho nên là mấy chị phải chia sẻ cho em, phải đông view em mới lên đồng giá cho mấy chị 79 ngàn được không, tại vì em cũng sắp nghỉ Tết rồi cho nên cuối năm rồi em sale rẻ cho mấy chị chốt thôi. Chào buổi thị nha tỷ ơi, rồi lên nha Bell, trời ơi đẹp dạ mang luôn, nhanh tay liền chân lên 40 ký trở ra mạng 188 79 ngàn. Không xấu cho chị Hạnh Nguyễn, tranh thủ chốt nữa chị ơi, đừng có giành lộn, có mấy bao nhiêu người à mà giành lộn chút không được rồi, rồi là làng xóm mệt mỏi. Nhanh tay mấy chị ơi, tiếp tục áo này cho chị nào 60 ký trở về mạng 123 Chanel 123 này, không lo tranh thủ chốt đi. Cái thằng đây ấy mã trời nháy má giá quá rẻ luôn mấy chị ơi, và càng cuối năm em lại càng bán rẻ, bán cho nó gọn nhà, bán gọn nhà ăn người ta sớm, còn ít bán rẻ mấy chị gọn nhà người ta sớm. Em bán là rẻ nhất cái Facebook Việt Nam này rồi đó mấy chị. Rồi đồng này cho em 47 ký trở về chốt trên mạng 58 mấy chị, chốt mã số nha, đừng có chốt màu. Áo khóc mấy chị nha, áo khóc bé một buổi trời ơi, nhận bộ nhung mới đẹp mấy chị. 2, 3 chị Nguyễn Dương, thank you chị đi. Đó, không mua thì mua thôi, mà đã mua rồi là phải nhất cái nách VIP Pro luôn mọi người. Mấy chị nhanh tay, áo khóc này 100 ngàn, mạng 441 đẹp không, 25 ký trở về khóc bé nha. 188 đeo cho chị Đới Văn. Rồi áo nam nha mấy chị nè, 80 ký trở về áo nam, chốt cho em mã 400, mã 400 kèm số. Rồi đầm này cho em mọi người ơi, 441 cho chị Nguyễn Hạnh, 141 hay 441. Rồi đầm này 57 ký trở về mã 252, cố gắng hay chốt mấy trời, tất cả đều là hàng đẹp hết mọi người ơi. Em mệt quá nè, mấy chị em phải giải thích cho mấy chị cách lạ lạ, em mệt về cách quen, quen rồi, không cần phải giải thích đâu mấy chị. Rồi đầm này rất đẹp luôn, khóc cay đúng rồi, khóc cay. Đồ là cay chứ tỷ ơi. Rồi nha mấy chị ơi, đồng này 55 ký trở về mã 295, 252 cho chị Phương Châu. Được chưa? Rồi áo này cho em mấy chị ơi, đẹp không? Áo này cho em 50 ký trở về chốt cho em mã 261. Đáng đợi chứ chị Vũ Lâm nha. Em bán có 79 ngàn chị Lâm mấy chị, không tranh thủ chốt biết gì nữa, mọi người có 79 ngàn, 80 ngàn cái. Còn nha chị Lâm, bỏ ra 70 ngàn. Chốt về mặt mỏi. Rồi đồng này cho em 60 ký trở về mấy chị nè, 60 ký trở về mã 195 cho chị Nguyễn Dương. Nhưng mà chỉ còn mấy chị tặng cho em luôn chia sẻ like thôi, để chơi vào đông đông để mình em bán cho hết luôn. 261 cho chị Trần Khánh. Đứng mất thời gian like các bạn 9 ngàn, mệt mỏi lắm mấy chị ơi. Áo khóc này 100 ngàn luôn nè, áo khóc 40 ký trở về 100 ngàn, khóc nha mà 218. Cái mã khóc là size lớn hồi nãy chỉ được không? Không chị ơi, không được. Rồi đầu này cho em 60 ký trở về mạng 135, 60 ký trở về mạng 135, khóc 100 ngàn luôn. Cho chị Lê Hà Thu. Khóc này mấy chị, 45 ký trở về 100 ngàn mạng 462 khó. 100 ngàn 462 khó. Hôm nay quần ăn đang rẻ lắm đó nha. Nhung ký cho mấy chị 53 ký trở về siêu phẩm này. 53 ký trở về mạng 408, mấy chị lên đây, lên đây em mới rẻ cho mọi người chốt. Xanh đỏ tím vàng rồi chị đây, đầy đủ Forisai cái vàng nha mấy chị, đẹp không? Góc Bình Định đó chị Hồng Châu ơi, Bình Định Phú Yên sát nhau đó tỷ ơi. Giống Phú Yên đúng không? Lên cho em 293 vàng, thật là em vàng 293. Mẹ em Bình Định mấy chị, mẹ em giống Bình Định mà, chỉ có mỗi
coi tôi là em không có like được người chỗ khác. Chị sao mẹ em nói sao em nói vậy à? Chị cũng đỏ phía sau. Đỏ phía sau này. Ở phía đối phòng phía sau này. Con này có bán rẻ luôn này. Mẹ em là người Bình Định mà. Nhà em, mẹ em, chồng em là sinh ra ở một người ở Gia Lai, một người ở Gia Lai. Nhưng mà không có bao giờ nổi tiếng được. Cứ Bình Định gấp nói thôi. Rồi tiếp nha mấy chị. Áo khoác này ở chị bán rẻ nè, 150.000 mã cocktail 419. Cảm ơn nhiệt tình cho em đi. Nhiệt tình lên. Ồ ôi cái này nó đẹp dạ mai con nghe. Hỏi cho chị Đới Vân. Mấy chị ơi 53 ký trở về mọi người. Chờ chị xíu em, chờ chị xíu. Rẻ nhất Facebook Việt Nam đúng luôn rồi chị Lê Thu. Mấy chị mà không mua hàng nhà em nói gì hối hận thôi. Không gặp em sớm mấy chị hận tiếc. Em bán rẻ nhất Facebook Việt Nam này rồi á. Rẻ nhất thế giới hồ si Việt Nam này luôn. Công nhận không mấy chị, đi mua thử. Ba chỗ chị nào mà đẹp mà rẻ rồi á. Cuối năm rồi chú. Cuối năm lại được bán giá rẻ rồi chú. Chị nha chị Cát Tân ơi. Rồi đồng này lên 466 đi mấy chị. Nó đẹp giả mai mà có 80.000 mấy chị. Em không tưởng ra mấy chị. Em cũng không tưởng ra em đang bán giá này luôn. Chia sẻ mạnh cho em gái đi mấy chị. Nói thật luôn á. Xin được chia sẻ lại mấy bà kêu quá. Mấy bà kêu quá trời ơi. Không ai cho được chia sẻ lại luôn á. 466 cho chị Khánh Tròn. Mấy chị bèo quá. Cho chị chọc mấy một nắp rồi chị ta thương ơi. Mấy chị bèo ơi, chắc nhẹ đi quá. Kêu như kẹo bạch nha. Kêu như kẹo bạch nha luôn. Trời ơi, kêu lắm chị Lê Thu ơi. Những người chia sẻ lại đi lắm. Em xin được chia sẻ like mà chả ai thêm chia sẻ. Hoặc chị chia sẻ trang cá nhân thì một ba năm cho chị được trang. Nhưng chị chia sẻ cho nhỏ được vài cái nhóm cũng được rồi chứ. Nhóm có ai biết mình mua hàng. Cảm ơn chị nhiều đã đỡ Vân ơi. Đó. Cảm ơn chị Bảo Châu Trần ạ. À. Có bà không kêu mà có bà kêu. Kêu tốn rồi luôn. Thì ta ngại cá nhân thì ta chia nhóm thêm nhỏ đi. À, chị em muốn nhiều ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào cũng lên like nói chuyện hết mà không để cho được lúc. Chị em chắc có bệnh lâu. Văn nghe Hoàng Văn ơi. Chắc có bệnh lâu rồi mấy chị. Buồn ghê luôn. Rồi đồng này cho em đi, 60 ký trở về. 60-65 ký cho ai vừa. Chúc mã giúp em nha chị Nguyễn Dương ơi. Rồi đồng này mà 485 đi trời, lên mã đi chị. Lên mã chút cho nó sướng. Hãy chưa? Còn đồ đẹp không mà chiên xin có được chia sẻ like kêu quá trời. Đúng rồi đúng rồi, cảm ơn chị Huyền Nguyễn nha. Xây nào đỉnh quốc anh đỉnh hơn. Ờ mấy chị ơi, cho em được chia sẻ like đây. Chia sẻ nhiều 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 cái gì biết sao không. Trời ơi kém tương tác quá. Cảm ơn chị Tâm Trần ơi. 485 cho chị Nguyễn Dương. Lâu nay không nói chuyện với tôi trên Facebook Kara. Trời ơi, đang tập trung, chị em đang tập trung bán hàng mà sao em nói chuyện với chị được. Bữa nào rảnh rỗi em nghỉ ngơi là em tương tác với chị nha. Rồi đồng này 65 ký trở về mẹ 46. Đó, thấy chưa vậy dễ thương không? Trời ơi, kêu gì giữa em cũng biết là mơ nguyện rồi. Nó kêu với chị quá nè, chị Bùi Thị rồi nè, kêu quá em lắm luôn á. Đầm phối phơ mây mấy chị ơi, so 65 ký trở về chốt che mà 96. Chị sẽ hỏi nhóm hàng vậy. Đúng rồi, chia sẻ họ nhóm đó. Mình ngại, mình sợ người khác biết. Mình ngại thì mình chia sẻ nhóm thôi. Họ cho em hút nó vài lượt đây. Đúng không? Rồi lên Sunrail rồi mấy chị ơi. Forisai mà 303. Em bán có 79.000 mà. Tiếc gì được chia sẻ like cho em mấy chị đúng không? Rồi cái áo nó đẹp của đây. Nhung chắc không được cắt của đây. Không có một chút lỗi lầm nào hết trơn trời. 46 cho chị Thị Trang. Mày có 79.000 à. Nói muốn dễ mỏ. 203 mấy chị ơi, đứng hồi nữa hết đồ luôn. Rồi đồng này cho em mọi người ơi, 50 ký trở về chốt trên là 308. Mà 308 cái này cảnh dơi nè mấy chị, cái này mua đen này nha. Còn mạc nha mấy trời. 55 ký trở về mạc 154. 79.000 mạc 154. Cha bé đi mấy chị, cha bé đi. Cái này cha bé 25 ký trở về mạc 44 không em bé. Mơ Nguyễn nhiều nha, Mơ Nguyễn ơi. Mẹ 440 mấy chị ơi.
chị nha. Cái yếm này mấy chị, yếm nhung nè. Chị thương dữ vậy, đâu đây vậy? Yếm nhung đẹp nè mấy chị. Yếm nha. 308 cho chị Phương Tây. Yếm nhung đẹp lắm, 48kg trở về mạng 194. Ok, chị, có em hú nha chị Phí Hạnh ơi. Chị chọn cho like mấy em đi. Đây nè, áo đẹp nè. Trời ơi, đẹp không? 50kg trở về là vừa rồi, chú em mạng 647 có theo ho luôn nè. Là cho em áo này 647. Sao nhiều chị tìm 45kg vậy ta? Rồi em này say nhỏ. Cho chị Đào Yến. Em này 40kg trở về chốt trên mạng 130. Hàng Thu chồng mất chị hả lên Hàng Thu ơi. Rồi chị chồng mất rồi chị yêu. Rồi đầm này cho em mọi người ơi. Đẹp. 45kg trở về mạng 22. Đẹp chưa? 45kg trở về mạng 22. Nhanh đi nha. Để xíu này còn lên quần cho em. Có lên áo nhiều rồi đấy. 154 cho chị Nguyễn Trinh. Rồi cái này cho em 45kg trở về nữa đi mấy chị. 45kg trở về chốt trên mạng 317. 647 cho chị Phục Lâm. Lên cho em 317 nha. Đó, cái gì đây mấy chị? Áo nam nè mọi người. Trời ơi, nó đẹp. Áo nam 80kg trở về mà 695. Một cái áo nam siêu phẩm nè. Chưa? Thấy chưa? Bán có 80.000 hà. Cấp để lại bán 150 cho rồi. 317 cho chị Bảo Châu, Bảo Châu Trần. Rồi đầm đen cho em 65kg trở về mấy chị 695 ơi. 695 cho chị Trần Cánh. Cái này 65kg trở về chốt trên mạng 132. Ráng đợi theo dõi like trên Tài ơi. Đợi tí nha chị trên Tài ơi. Chị em có 45kg hả? Có 45kg mà sao bữa em dành cả cột của chị. Rồi nhanh tay mấy chị ơi. Cái này bị nước chùi mấy chị ơi. Xeo 50.000 mã lỗi đi mấy chị ơi. 65kg trở về 50.000 mã lỗi. 440 cho Triệu Lý. Rồi áo này mấy chị ơi, áo này 40kg trở về chốt trên mạng là 656. 565 mấy chị, 565. 430 cho chị Yến Nguyễn. Trời ơi, có 45kg nè. Nhưng mà nó nói là tìm áo 45kg mà nó dành cái áo con cột của em. Em còn nhớ mà. Mã lỗi. Lỗi 50 cho chị Nguyễn Văn. Con nhỏ này ông ơi. Rồi áo nam này mấy chị ơi, áo nam này 65kg trở về áo nam chốt em mạng 232. Áo cọp thiệt đẹp luôn, chị nghe. Sang năm chủ con cọp rồi chứ. Cọp của em, một em mặc cái đó là đúng bài. Rồi áo này mấy chị ơi, áo rồi. 22 cho chị Diêu Nguyễn. Đây, đẹp này, 45kg thật được này. Có nón này. 232 cho chị Mơ Nguyễn. 45kg trở về chốt em mạng 211. Em dành cho chị em hả? Trời ơi, chị em dành cho em đỡ, em dành cho chị em để cho chị mặc đỡ ơi. Trời ơi, áo mấy trai thì mấy trời, 40kg trở về chỗ đẹp không? 40kg trở về cha mẹ 399. Ok nha chị Huyền Nguyễn ơi. Ok chị Huyền Nguyễn. Rồi, đầm này cho em mấy chị 58kg trở về chốt cha mẹ 27. Đẹp mơ luôn, 58kg trở về mẹ 27. Ở áo nam đỏ đô nè, chị Lê Hà Thu. Nam đỏ đô này 80kg trở về chốt trên mạng 81. Chị Lê Hà Thu đẹp gái ơi. Mạng 81 nam đỏ đô. Em chờ chị nhớ anh Nguyễn Thị ơi. Áo khóc bán 100.000 nghĩa cho mấy chị vui. Áo khóc này, hôm nay trời lớn. Em chờ chị anh Nguyễn Thị. Áo khóc với chị ơi 55kg trở về 100.000 mạng 312 khó. Bán rẻ luôn. 81 cho chị Lê Hà Thu. Rồi đầm đen này cho em nha. Tuyệt vời. 57kg trở về mấy chị ơi chốt trên mạng 292. Này. 57kg trở về mạng 292. Rồi đầm này cho em mọi người ơi. Đầm này đẹp 50kg trở về chốt trên mạng 73. 50kg trở về mạng 73. Kể nha mình mạng 73. Áo này free size mấy chị ơi. Ồ cái này đẹp lắm. Free size chốt trên mạng là 278. 3121 trên cho chị Lê Hạnh. Free size mạng trên là 278. Quỳnh Tiên chậm mất rồi chị Quỳnh Tiên ơi. Cúc Bẹt chậm mất rồi Cúc Bẹt ơi. Trời ơi. Rồi đầm này cho em 60kg trở về chốt trên mạng là 397. 37 cho chị Tâm Lê. Siêu phẩm cả nhà mình ơi. Siêu phẩm rồi à. Trời ơi nó đẹp gì đâu luôn vậy á. Siêu phẩm nha. 60kg trở về chốt trên mạng 107. 292 cho chị Thiện Nguyễn. Ồ nó đẹp. Không cũng tìm quá luôn má ơi. Bán có 79.000 mà bạn thấy á. Mấy bạn thấy thương tôi à. Thương tôi được chút nào không? Lên trên 107.
Rồi mọi người ơi, áo sọc mấy chị 50 ngàn. 50 ký trở về 50 ngàn mà áo sọc. À ok trời. Rồi lên cho mấy chị một cái đầm màu xanh đen VIP nha mấy chị, đẹp lắm ơi. 65 ký trở về chốt trên mạng 207. Thấy chưa? Thấy đẹp chưa? Củ lọ mấy chị ơi, củ lọ 50 ngàn đi, bán rẻ 50 ngàn mà củ lọ. Bao nhiêu à? 73 cho chị trăm em. 52 ký trở về 50 ngàn mà củ lọ. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, xanh đen nè, đẹp này, 65 ký trở về là mặc đẹp áo rồi. 65 ký trở về mẹ 454. 65 ký trở về mẹ 454. Rồi đầm đỏ mấy chị ơi, đầm đỏ 45 ký trở về chốt em. 207 cho chị Nguyễn Hương. Cái này giống cái đầu lai mặt này. 107 có người chống mất rồi, cũng bẹp ơi. 45 ký trở về mẹ 136. Củ lọ. Rồi đầm này trang 47 cho chị Mỹ Mỹ Phan Phan. 47 ký trở về 50 ngàn đi mấy chị ơi. 50 ngàn mẹ 411 bán đẻ cái này. Đơn giản bán đẻ 50 ngàn luôn. Rồi mấy chị ơi đầm có nó 45 ký. Đẹp 4, nè 454 cho chị Nguyễn Dương. Đẹp không? Rồi đầm có nói nghe, 45 ký trở về chốt trên mạng 176, xanh đen. Đó, đẹp đó, cái nữa nè. Cái này cho bé nè mấy chị, đẹp không? 136 cho chị Bảo Châu Trần. 30 ký trở về chốt trên mạng 161, em bé nè. 161. Quê dù, nhấn nắng luôn mấy chị. Rồi đầm này cho em 55 ký trở về chốt trên mạng 283, đầm xịn nè. 55 ký trở về mạng 283. Rồi đầm này cho mọi người ơi, đơn giản đấy mấy chị, cổ cho 53 ký trở về mã 171. 53 ký trở về chỗ em mã 171. Khó mấy chị nha, khó bán rẻ luôn. 176 cho chị Dương Trần. Bán dạng cho nó sóc chua cái khóc này mấy chị. Nguyên một bộ siêu phẩm như thế này là phải 500 ngàn. Còn nhanh cũng ơi à, đầm Vin hả, còn cô bè ơi. Đó cho vài cái đầm Vin siêu phẩm cho cô bè xanh mấy bạn. Bán rẻ cho cô bè vài cái đầm mặc tết coi. Rồi nha mấy chị ơi, áo khóc 150 ngàn, ai nhanh tay được. 52 ký trở về mã 207 nè. Sướng chưa? Đúng rồi, hàng nhung này mà ai chị nào phía Bắc là mặc sướng, mà bên này khách bên hai hen toàn là miền phía Bắc không à chị Lê Thu ơi. À, khách bên xe tiện toàn là miền Nam không à. 161 cho chị Nguyễn Trinh. Rồi áo rồi cho mấy chị nè, 50 ký trở về. 207 có người chỗ mất rồi, Nguyễn Dương ơi. 50 ký trở về mã 509. 411 cho chị Bảo Trâm Võ. Quay nhanh đi chậm. Rồi mấy chị ơi sọc cho mấy chị ơi, 45 ký trở về 50 ngàn mã sọc. Siêu phẩm này mấy chị ơi, đẹp quá, đen cho em. 411 em dự bị cho thời chị thôi nha chị Nguyễn Sinh ơi. Rồi đầm này cho em 48 ký trở về mã 281 đẹp. Đúng rồi chị, lấy cái đầm nhung đi, đẹp lắm. Trời ơi khóc này đẹp lắm. Khóc nha mấy chị ơi, khóc 100 ngàn, ai chốt khóc vậy mã. 55 ký trở về mã 740, chơi luôn, 100 ngàn 740. Bán rẻ quá hề. Rồi mấy chị ơi đầm bé 45 ký. Chụp cưng ơi, 509 cho nhà vườn Trần Thông. 45 ký trở về mạng 355. Thủy Phạm chống kèm số thôi giúp em nha Thủy Phạm ơi. À đầm Vin nè, Vin nè. Để không? Tặng 200 ngàn, anh nhanh tay hờ lấy nha. Giờ là tặng cho học bán luôn vậy đó. Tặng 200 ngàn thôi, tặng làm kỷ niệm. Sập cho chị Lê Hà thôi. Mua hàng của anh nhiều rồi. Bây giờ cuối năm tặng đầm 200 ngàn. Đầm là sale cũng phải bèo bèo cũng 300 ngàn cái giá sale. Thôi giờ tặng 200 ngàn. Rồi đầm này 65 ký trở về 60 ký nha mọi người, 200 ngàn mà 62. Rồi cái nữa rồi lên đầm nhung đó, nền đen đẹp nữa nè. Rồi nhanh tay nha, 60 ký trở về mà 468, 200 ngàn luôn, chơi luôn, chơi vậy cho nó sốc. Chưa có ai bán dám bán đầm Vin Nhật, đầm Vin Hàn mà 200 ngàn cái đâu hết trời. Em dám bán, đứng đây dám bán nè. 468 có 150 cho chị Diệu Nguyễn. Trời vậy cho nó sốc mấy chị. Rồi áo này bị lỗi hình nếu mấy chị ơi, 50 ngàn mà lỗi hình giùm em nha. 60 ký trở về 50 ngàn mấy chị nè. 50 ngàn mã lỗi hình giùm em đi. 468 cho chị Cúc Bẹp. Còn làm viên nha mấy bạn. Rồi đầm này cho em 65 ký trở về chốt trên mạng 158. Quá đã, 65 ký trở về mạng 158.
Ôi áo tim mấy chị ơi, đẹp quá, 35kg trở về. 62 cho chị Lê Hà Thu. 35kg trở về mẹ 270, nhức nát luôn, lên cho em 270. Đây cái này đẹp nữa nè, 200.000 chơi luôn, nhức cái nát luôn. Đẹp không? 60kg trở về mẹ 88, tặng 200.000 luôn. Chị yêu này nghe mẹ nhanh tay để mặc đây. Tặng cho bà cái 281 cho chị Thuy Phạm. Đi size nhỏ 55kg trở về mấy chị nha. Đẹp quá. 55kg trở về 200.000 mẹ 36. Đi vô cho gái 200.000 mẹ 36. Siêu phẩm nè. Nói con tim. Đẹp phê luôn. Đẹp phê luôn mọi người. 58kg trở về 271 cho chị Lê Hạnh. 58kg trở về nhấn nát luôn mà 519. Đợi em xíu, chô đẹp quá mọi người. Cái này 60kg trở về. Chốt chi mà 380 rồi, lên nhung nha mọi người ơi. Bạn nhớ vào vài cái đầm Vin đấy. Rồi áo lên áo nhung mấy chị ơi. 740 cho chị Diệu Ngô. Rồi áo nhung này cho 56kg trở về mà 386. Mà 386 rồi cho chị Nguyễn Dương. Rồi siêu phẩm mấy chị ơi, 40kg trở về. Chúng chị cho con nè mấy chị. 40kg trở về mẹ 461. Đẹp nhồi 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 con tim luôn á. 36 cho chị Cúc Bẹp. 40kg trở về lên trên 461. Xanh rêu này cả nhà mình. Xanh rêu cho em đi mọi người ơi, xanh rêu. 50kg trở về mẹ 212. 50kg trở về chốt em 212. Rồi áo này 60kg trở về mấy chị ơi. Nhung 60kg trở về chốt cho em mẹ 11. Mấy chị chia sẻ cho em gọi đi. Ui giời đất ơi. 461 cho chị Bảo Châu Trần. Ui mà Thùy Trần mất rồi Thùy ơi. Màu đỏ hả? Đầm viên màu đỏ hả Trang Phong? Có đó. Đầm viên màu đỏ mấy bạn ơi. À, lùng em ơi. Đầm viên lùng em. Rồi đầm này cho mừng ơi. 60kg trở về chốt cho em mẹ 655. Rồi luôn. Chị nào muốn gì cho em tặng ngay cái đó. Lấy đầm viên cho chị đi mời lùng em ơi. 212 cho chị Phượng Cao. Ồ cái này này xuất sắc luôn này cũng đẹp. Chị Lê Thu. 60kg trở về nha mọi người ơi. 200.000 mà 279. Lên luôn. Siêu phẩm của tôi mà bây giờ tôi đòi hỏi tôi tặng cái 200.000 mà bỏ. Đâu có mà 49 đâu chị Nguyễn Trang ơi. Cái đầm này cái đầm kia à. Đấy. Đó nha. Đó 60kg trở về. Ồ cái đỏ này mặc tết ngon này. 60kg trở về chốt trên mạng 37. 200.000 luôn. Trời luôn. 60kg trở về nha, 37 nha. Rồi các chị nào xây nhỏ ta, 50kg trở về, cái này đẹp lắm. Đẹp đầu tiên luôn. 50kg trở về mà 20. Cái con này bảo nó sen mà nó cứ vố một cái, tao quýnh chết quá. Bỏ đây nè, bỏ đồng viên lên đây nè. Rồi đỏ luôn, 65kg trở về nè mấy trời. 35kg trở về. 36 cho chị Hạnh Trần. 200.000 mà 71. Nghĩ sao lại cái đồng viên có 200.000 mình đưa cảnh nuôi từ từ chứ. 11 cho chị Diên Trần. Rồi mấy chị ơi, áo bé mấy chị 50.000 mà bé đây. 25kg trở về 50.000 mà bé giùm em đi. 50.000 mà bé lên đi mấy chị ơi. 45kg trở về 50.000 mà lên luôn. Một cái lên. 71 cho chị Lê Hà Thu. Rồi nhân cái mấy chị ơi, áo này cho em một người 45kg trở về mẹ 703. 45kg trở về là mặt đẹp. Chốt cho em 703 mấy chị nha. Xếp bộ nhung trưa mai nha người đẹp. Trưa mai mới có xếp bộ nhung. Nhân tay lên cái này đẹp quá. Rồi áo này 60kg trở về mẹ 265. Cái nhung này đẹp mê luôn này. Trời ơi đẹp rụng trứng luôn. 265 79.000 cho chị Nguyễn Trinh. Em bộ view của tôi thấy là mấy bà. Rồi đầm này cho mấy chị ơi, đẹp quá, siêu phẩm. 48kg trở về mẹ 450. Nếu có hãy dùng cho chị nha chị Nguyệt Trần ơi. Rồi áo bé mấy chị ơi, áo bé này 30kg trở về 50.000 chỗ mẹ 78 em bé bé 78. 265 cho chị Lê Hạnh. 78 bé. Cái bé nữa nè. Hãy sorry cái này người lớn. Rồi áo này cho em mấy chị ơi. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn. 53kg trở về chỗ mạng 580. Em rồi đó. 703 cho chị Diệu Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị. Cái đầm này cho em mọi người nha. 53kg trở về
Chốt cho em mã là 282. Kệ nó đi. Làm mấy cái rồi nó nghỉ. 580 cho chị Nguyễn Dương. Rồi đồng đen này cho mấy chị ơi, 55kg trở về chốt trên mạng 225. Thảm này đâu có dây dựng cái thảm kia. Rồi đồng này cho mấy chị ơi, 45kg trở về chốt trên mạng 95. 45kg trở về mạng 95. Xám mấy chị ơi, xám 65kg trở về chốt trên mạng 70. 65kg trở về mạng 70. Mạng chậm lắm. Mạng mới bay chậm lắm. Mới bắt khách của tôi hôm nay mạng chậm quá trời ơi. Cố gắng nha mấy chị ơi. Mạng chậm làm biến like quá đi. 78 cho chị Quỳnh Tiên. Sunreal mấy chị ơi, 60kg trở về chốt trên mạng 477. Sunreal 60kg trở về mạng 477. Đẹp tuyệt vời luôn á trời ơi. Rồi áo đen 65kg trở về chốt trên mạng 294. 65kg trở về mạng 294. Rồi mấy chị ơi, một cái đen mọi người, đen đẹp. Đen quá đẹp luôn mấy chị, cái nhỏ. 477 cho chị Nguyễn Dương. 45kg trở về mạng 268. 45kg trở về mạng 268. Cái đầm này đẹp nha. 225 cho chị Cúc Nguyễn. Rồi đầm này cho mấy chị ơi, 60kg trở về chốt trên mạng 9. Đẹp. 60kg trở về mạng 9. 70 cho Nguyễn Thiên Lý. Mất đi, anh nên đi để cái cục áo rút mình ra, không có thể nào mở được. Bắt mình ngồi sát vô cái màn hình này. Kéo rút ra này coi. Bình thường sao mà bây giờ cứ càng ngày càng tụt biết. Chính cho chị Nguyễn Nga. Tôi giỏi giúp em chị Tính Tài ơi. Rồi đồng này cho em chở 40kg trở về mạng 110. Đen là chính là đẹp nha. Áo này cho em chị ơi, 42kg trở về chốt trên mạng 507. 42kg trở về mạng 507. Rồi áo của Nam nha mấy chị ơi. 94 cho chị Thùy Trang. Chị ho, 90kg trở về mạng 196. 90kg trở về mạng 196. Bích Phượng, giúp em nha chị Bích Phượng ơi. Wow. Rồi em này đẹp mấy chị ơi, free size nha mọi người, size bưởi đó, size đại đó, 70kg trở về vừa luôn á. Chốt cho em, áo này mạng 30, free size. 1 cho chị Bích Phượng. Free size mạng 30. Rồi cái len này cho em 65kg trở về 50.000 mã len giùm em luôn. Xe rẻ len cho mấy chị đó. Rồi áo này áo rồi mấy chị ơi, 40kg trở về. 40kg trở về mạng 382. Đẹp, 40-45kg vừa. Mạng 382. 30 cho chị Anh Cao. Đầm đuôi cá mấy chị nha, 45kg trở về đầm đuôi cá mạng 690. Đầm đuôi cá này đẹp nè. Hồng 50k nha mấy chị ơi, mạng hồng 50.000 mạng hồng. Rồi đầm con bảy cho chị Diệu Châu lên. Đầm con chim này mấy chị ơi, 60kg trở về chốt tre mạng 517. 60kg trở về là mặt đẹp mạng 517. Rồi cái này của bé trai mấy chị nha, 35kg trở về bé trai. 35kg trở về chốt tre mạng 160. 382 cho chị Huyền Nguyễn. 30 có người chốt mất rồi chị Hồng Hà Thủ ơi. Mấy chị ơi, áo len của Nam nè. Áo len Nam nha mọi người ơi, 80kg trở về chốt cho em mạng 5. Len Nam mạng 5. Rồi đầm này theo mấy chị ơi, đẹp quá. Một cái đầm theo siêu đẹp. Đẹp lắm nha, 50kg trở về siêu phẩm theo mạng 240. Siêu phẩm theo mạng 240. 160 cho chị Phan Nguyễn. Rồi mấy chị ơi, em này 50kg trở về mèo mọi người ơi, Mickey. Gì, con gì? Hello Kitty. 50kg trở về mạng 121. Lên trên mạng 121. 382 có người chốt mất rồi chị Thu Hiền ơi. Đẹp mấy chị ơi, xanh nè. 70kg trở về chốt cho mẹ mạng 206. 70kg trở về mạng 206. Nhung nhà em đẹp lắm nha. Rồi xuất sắc luôn. Em này siêu đỉnh luôn. 52kg trở về mạng 206. 204 cho nhà Phương Trần Thông. Thì hả?
55kg trở về áo nam nha mấy chị, mã 116 áo nam. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, áo nam rồi nè, 40kg trở về áo nam mã 117. Áo nam 40kg trở về mã 117. Làm gì chị Trần Hương ơi, làm gì? Cái đăng like này chị chờ theo dõi với chốt. Rồi cái này áo của bé trai mấy chị nha, áo bé trai 30kg trở về 50.000 mã bé 696 cho chị Lâm Yến. Áo xám này của nam 60kg trở về mấy chị nha. 517 cho chị Châu Ngô. 60kg trở về mã 26 áo nam. Rồi bỏ ngoài đó đi. 121 cho chị Tịnh Tâm. Rồi áo đây danh mọi người ơi, áo nam luôn 65kg trở về mã 180. Bé cho chị Thu Trần. Rồi cổ lọ này mấy chị, cổ lọ của nam luôn. Xin chào chị nha Lê Thái ơi. Cổ lọ của nam nha, chào Lê Thái, chào cái đẹp. Chào cái đẹp nha. Nam này mấy chị, áo lọ, cổ lọ nam 55kg trở về mã 467. 467. Trời ơi nhung nhà em là phê luôn mấy chị. Khỏe, khỏe Lê Thái ơi, cảm ơn em. Lâu nay em khỏe không? 206 cho chị Hồng Hạnh Vũ. Đó. Chào bà chủ tịch của tôi. Rồi đầm này mấy chị ơi, 57kg trở về chốt trên mã 4, đầm siêu phẩm nha. 57kg trở về mã 4. Đó mấy chị ơi nhanh tay. Áo này cho em đi mấy chị ơi, 45kg trở về mã 40. 180 cho chị Nguyễn Hạnh. 45kg trở về mã 40. Đó một cái đầm đuôi cá siêu con nhà bà. 26 cho Thủy Nguyễn Lệ. Chốt mấy chị ơi, 45kg trở về đầm đuôi cá mã 55. Xuất sắc luôn mấy chị mà 55. Rồi áo này cho em 65kg trở về chốt trên mã 381. 65kg trở về mã 381. Rồi siêu phẩm 65kg trở về chốt trên mã là 438. 65kg trở về mã 438. Đỏ đê, đỏ đê, đỏ siêu phẩm đê. Bốn cho chị Trinh Tài. Bấm biểu của cái gì? Rồi ok, mai gì chị làm việc với bưu tá cho. Rồi áo này mấy chị ơi đẹp lắm. Forex size chốt che máu này mà 378. Trời ơi nó đẹp. 378. Wow, yo, em này đẹp quá mấy chị ơi. Forex size chốt che mã 435 tức là 65kg trở về vừa hết cho mọi người. Ok, để em làm việc bưu tá cho chị ơi. Xanh đen mấy chị ơi, xanh đen 40kg trở về mã 241. 40kg trở về lên cho em 241. Xuất sắc mấy chị ơi, for resize siêu phẩm. For resize chốt trên mạng là 359. Đồng giá 79.000 cái nha mấy trời, siêu rẻ. 378 cho chị Anh Cao. Áo nam 70kg trở về chốt trên mạng 406. Nam 70kg trở về mã 406. Được nhé chị nhà vườn Trần Thông ơi. Gộp đơn cho chị nhà vườn Trần Thông. Ok chị. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, đồng này 48kg trở về chốt che mã 236. 48kg trở về mã 236. Ui dồ mấy chị ơi, xanh rêu đẹp. Forestine 65-67kg trở về xanh rêu mã 227. Có 79.000 cái hả mấy chị. Ok Hò Lê nha, mai chị kiểm tra chị làm việc với bụng cho em. Rồi đầm này Forestine siêu con nhà bà đỉnh mấy bà ơi. 381 cho chị Nguyễn Thủy. Forestine chốt trên mạng là 368, đẹp mơ rung luôn. Hello chị Tâm Như, hello người đẹp. Em chào chị nha Tâm Như ơi. Rồi đầm này cho em 54kg trở về chốt cho em mạng là 649. Chốt đi chị Nguyễn Hà ơi, chốt đi chốt vài, chốt vài vì em quên anh nghỉ rồi. Tranh thủ chốt đi để dành. Để dành trước thôi. Chú hết đây. 368 cho chị Lê Hạnh. Ồ. Áo khóc mấy chị ơi, khóc luôn. Đồng giá cho mấy chị cái khóc luôn này, chơi luôn nè. 60kg trở về mã 213 khóc. Em còn nhiều em bán rẻ bấy nhiêu. Rồi đầm con chim cho em mọi người ơi, 55kg trở về chốt cho em mã 287. 55kg trở về mã 287. 227 cho Hồng Hạnh Vũ. Ồ mọi người ơi, xanh trai mấy chị ơi, 50kg trở về chốt cho em mã 189. 50kg trở về mã 189. Rồi áo này nhỏ mấy chị ơi, 35kg trở về chốt trên mã 152. 152. Nhanh tay lên để hết là tiếc.
Rồi đầm này cho mọi người ơi, ném 7 cây trở về chốt chơi mạng 275. Thì không, lên chơi mạng 275 mấy chị. Cảm ơn lên mấy chị ơi, nhanh lên. 27 có người chốt mất rồi nghiện chung ơi. Nhanh lên, hết lại lên quần rồi mấy chị ơi, hết đầm lại lên quần rồi, phải cố lên. Rồi áo này cho mọi người 48 cây trở về chốt chơi mạng 52. 48 cây trở về mạng 52 mấy chị nha, 52. Rồi áo này dễ thương không mọi người? 89 cho chị Lê Hạnh. Rồi đỏ mọi người, 50kg trở về mã đỏ 50.000. Rồi đầm này 154kg trở về chốt chê mã 258. 54kg trở về mã 258. Cái này đẹp không mấy chị? 65kg trở về. Ủa mày có cái này đẹp này cũng đẹp. 65kg trở về mã 407. 65kg trở về lên cho em 407. Cái này có phối lông cừu này. Rồi đầm này cho em siêu đẹp luôn. 47 kg trở về mã 92. Chốt cho em 47 kg trở về nha mã 92. Cái gì còn thấy em like không mấy chị? Mấy chị của em đi đâu hết trơn mà biết. Rồi đỏ cho em mấy chị ơi, đỏ siêu phẩm cho con đi mấy chị. 40 kg trở về mã 264. Sau lưng trang. 40 kg trở về mã 264. Rồi xanh đen cho em 60kg trở về chốt cho em mẹ 146. Có áo len Lê Thái ơi, đỏ 50 cho chị Lê Hạnh. Có áo len mà giờ chị không có like len, đợi bữa sau đi, 2-3 hôm nữa đi. Lên cho em áo này mã số 146. Áo hả? 407 cho Lê Kim Xuyến. Áo len được bữa sau rảnh rỗi lên xe áo len. Rồi đầm này cho em mọi người ơi, đầm này đẹp, 55kg trở về chốt cho em mẹ là 2. 8 năm ok nha chị Thủy Phạm ơi. Xin được có cái nào 70kg chị Hú. Đây nè Lê Thái, cái này bụi nè, 70kg vừa nè, 70kg trở về nè Lê Thái ơi, chốt mã 175. 264 cho chị Thủy Phạm. 70kg trở về mã 175. Hiểu không? Rồi áo này cho mọi người ơi, 54kg trở về mấy chị này, 54kg trở về chốt cho mã 133. Nhân tay trù, cái nâu đẹp lắm luôn. Áo nâu Corey size này, 70kg cũng vừa luôn này. 70kg trở về mã 498. 175 cho chị Thư Nguyễn. Màu nâu quá, đẹp quá. Ở đây mất ơi. Rồi áo này mấy chị ơi, trù đẹp mọi người, 60kg trở về. 60kg trở về mã 202. 133 cho Bùi Tấn Thủy. Xăm rêu này mấy chị. Xăm rêu đây. Nhục nào nhói con tim chưa. Xăm rêu 65kg trở về mã 715. Đẹp. 65kg trở về xăm rêu cho chị Nguyên Thủy. Mã 715 cho chị Nguyên Thuy nha tỷ ơi. Rồi nhanh tay mấy chị ơi. Trời ơi, cái xanh đen 48kg trở về chốt chê mã 620. Đâu cho chị Hà Trần Thúy. 48kg trở về mã 620. Đầm đẹp quý vị ơi, đầm đẹp. Đầm nha mọi người, 45kg trở về 50.000 mã đầm. Ôi cái cô lọ này đẹp dữ vậy. Rồi 45kg trở về 50.000 mã cô lọ mấy chị ơi, cô lọ nữ nha. 715 cho Nguyễn Thu Hương. Chào thật là em, chào chị Nguyễn Thu Hương. Ồ áo này đẹp dữ. 620 cho thật là em. Rồi cái xám này đẹp nè mấy chị ơi. Áo bé trai theo dõi like nha chị Tú Phạm. Rồi áo này cho em đi mấy chị ơi, 57kg trở về chốt trên mạng 76. Xám đẹp. Rồi áo theo cho em mọi người ơi, 47kg trở về chốt trên mạng 128. Cố lọ 50 cho chị Lê Hạnh. 47kg trở về mã 128. Áo xám này đẹp mấy chị ơi, 50kg trở về chốt trên mã 677. 50kg trở về mã 677. Mã giúp em nha mấy tỷ ơi. Rồi mấy chị ơi, cái này nhỏ mấy chị ơi, 40kg trở về 50k mã đen. Áo khóc mấy chị nè, áo khóc bi trai, đẹp quá. Con bé trai 40kg trở về chốt trên mạng 514-100. Con bé trai bán rẻ cho mấy chị luôn á. Em chào chị Nguyễn Phượng ạ. Rồi cái này em tặng cho mấy chị không đồng nè, mới kit luôn.
45k trở về, cảm ơn em mẹ đăng cô gái tản cộng đồng. Em màu đen nha. Trời ơi mẹ ôm body hơi bị đẹp đấy. 702 cho chị Diệu Nguyễn. À đằng này 60k trở về chốt cho em mẹ 702. Đẹp lắm đấy nha mấy chế. Đằng này mẹ kêu hơi bị sang đấy. Hot girl mặt đấy quý vị. Trời ơi. 514 cho chị Nguyễn Hà. Xuất sắc luôn. Rồi siêu phẩm cho em mấy chị ơi, đẹp quá, 70k trở về chốt cho em mã 144. 70k trở về mã 144. Không đồng đồng cô gái cho chị Nguyễn nha. Nhanh tay liệt chân lên cả nhà ơi. Rồi áo này 45k trở về mã 328. 45k trở về mã 328. Thấy cái gì đây chưa? Chốt kèm số thổi dưới em nha Thúy Trúc ơi. Siêu phẩm rồi nè mấy trời, 52k trở về chốt cho em mã 586. 52k trở về mã 586. 702 cho chị Lê Hạnh. Áo dễ thương mấy chị ơi, áo đẹp. 48k trở về chốt cho mã 704. 144 cho chị Thúy Trúc. 48k trở về mã 704. Nhung nhờ quần áo là ba phê luôn. Rồi cái này bị lớp nước trừ nha mấy chị, nước sơ sơ thôi. Mã lỗi giùm em mọi người ơi, 65k trở về. Marisa 70k cùng vua. Mã lỗi đỏ 50.000. Rồi đen này cũng lỗi 50.000 luôn. Lỗi hình mấy chị. 50k trở về mã lỗi đen 50.000. Lên cho mấy bạn cái áo nam nè. Áo nam nha mấy chị, áo nam. 70k trở về áo nam, chốt cho em là 324. Áo nam mà bán 79.000 sướng không? Này 86 cho chị Lê Hạnh. 70k trở về lên cho em 324. Điệu quá trời đất luôn, khóc mấy chị ơi, khóc. Khóc 55k trở về chốt cho em là 486. Nhanh tay nha. Rồi áo này cho em 47k trở về mấy chị ơi, tặng không đồng. Châu là... tặng không đồng mà 90, tặng không đồng mà 90, tặng 328 cho chị Diệu Nguyễn. Nhanh lên để hết đấy mọi người. Rồi đồng này 53k trở về chốt cho em mã là 154. 53k trở về mã 154. Đen nè mấy chị yêu, xù xà đẹp. 57k trở về chốt cho em mã là 394. Lỗi đỏ cho chị Lê Hạnh. Lên cho em mã 394. Em bé đi mấy chị. Tặng mấy chị nha. Tặng cho chị Nguyễn Hà. Em bé 12k trở về tặng không đồng mà bé tặng. 486 cho chị Lê Kim Xuyến. Rồi mấy chị ơi áo nam này xịn sò ngon lành cành đào không? Siêu phẩm này chơi luôn nha, bạn đồng giá cho mấy chị vui. Áo nam cho em nha, 60k trở về 50k mà 459 nam. 79.000 luôn đó. Thành công đồng mã bé tặng. Trời ơi, comment cái gì kỳ vậy? Comment bé tặng chứ, comment cứ không đồng biết cái nào mà tặng. Rồi áo này chào, áo này mấy chị ơi, 65k trở về chốt trên mã 143. Chọc cho chị Nguyễn Hà. Rồi mấy chị ơi tiếp tục. Đồng đuôi cá mấy chị 47k trở về mã 47. Áo khót lên luôn mấy chị nè. Bị chân Lê Thái. Áo khót nha quý vị ơi. Áo khót bán rẻ luôn 150.000. Trời lớn luôn. Áo khót 55k trở về 150.000 mã 12. Trời ơi có ai khót bán 150.000 trời. Mã 12 mấy chị. Áo crop top cho em mấy chị ơi. Xuất sắc. 53k trở về chốt mã 228. Crop top siêu phẩm đấy nha. 53k trở về mã 228. Áo khóc bé đó mấy chị ơi. Cưng à. Bé gái 35k trở về mã khóc. Chốt trên mã 449 đồng giá luôn. 449 chơi luôn. Áo bé trai 40k đi mấy chị. 42.500 cho chị Lê Thái. Áo bé trai nha 40k trở về mã 104 mới cứng luôn. Trời ơi nó mới. 228 cho Thúy Trúc. Rồi áo khóc mấy chị ơi 45k trở về lên luôn. Cái này 100.000 luôn mà 251 khóc 100.000 luôn. 251 còn mấy cái bán rẻ hết. 449 cho chị Nguyễn Hà.
Rồi mấy chị ơi, em thấy nha. Không liên chút cho em số thổi nhé tùy ơi. 47 cái trở về mẹ 617. Lên cho em 617. Rồi đen này cho em mừng ơi, 60 ký trở về mẹ 288. Đẹp không? 60 ký trở về mẹ 288. Trời ơi. Áo đen cho em mừng ơi, 53 ký trở về mẹ 363. Đẹp quá chết đó. 53 ký trở về mẹ 363. Rồi cả áo nam mấy chị ơi, giúp cái nát áo nam. Nam 65 ký trở về mẹ 224. Nam nha mấy chị, 65 ký trở về nam mẹ 224. Rồi đồng này tặng không đồng quý vị ơi, 65 ký trở về, cảm ơn cho em hả? 288 nha chị Thanh Thanh. Không gì ta. Mặc cái em tặng đi, cái em tặng không đồng. Vừa bán vừa tặng cho vui mấy chị, đỡ buồn. 363 cho chị Hương Trà. Rồi đồng con chim này cho em 60 ký trở về, chốt cho em hả là 478. 60 ký trở về đồng chim mạ 478. Tặng mọi người cái cho vui nha mấy chị. 224 cho chị Mơ Nguyễn. Nhân tay mấy chị ơi, đồng này 45 ký trở về chốt trên mạng 635. 45 ký trở về mạng 635. Em tặng cho chị Tai Thương. Nhân tay mấy chị ơi, quá đỉnh luôn. Đồng này cho em một người ơi, 54 ký trở về chốt trên mạng 310. Nhức nhối con tim mạng 310. Ok mấy chị tặng nha chị Bùi Bích Thủy ơi. Rồi cái này nữa đi mấy chị, tặng cái này luôn. Trời đẹp không? Đẹp không? 50 ký trở về cầm ơn cho em ạ. Gì ta? Mà gì ta? Sao em mờ này mấy chị? Sao em mờ thì 52, 53 ký cũng vừa á. Rồi cầm ơn em ạ. Kim Sa tặng công đồng luôn. Lấy lên cho mấy chị cái áo nam sọc nữa nè. Áo nam xịn nữa nha. Đẹp quá. 310 cho chị Trần Hương. Rồi, rồi nhân tay áo nam 70 ký trở về chốt cho em mà 21 nam lên luôn, đồng giả luôn 21. Rồi áo hồng cho em mấy chị ơi, 45 ký trở về chốt cho em mà 321. 45 ký trở về mà 321. Ồ, xuất sắc luôn mấy chị. Đẹp quá. Em đâm tặng mấy cái quà tặng ưu tiên mấy chị có đơn nha, tại vì có đơn mới kèm hàng tặng đi được. Còn mấy chị mà chưa có 21 cái chuyện Nguyễn Văn. Chưa có đơn mà được chốt tặng là nhớ kèm đơn nha mọi người, chứ không là mất cái tặng. Rồi đồng này cho em mọi người ơi, 40 ký trở về mà 84. Rồi live stream này em sẽ tặng hơi bị nhiều á. Rồi áo nam rồi mấy chị, 40 ký trở về chốt cho con trai nè mấy chị ơi, siêu phẩm này. Trai 40 ký trở về mà 314. 321 cho chị Phạm Hương. Rồi áo này cho bé gái nói chị ơi, 35 ký trở về chốt cho em ạ, 457. Kim Sa có người chốt mất rồi chị, cũng yêu ơi. Trời ơi, cô gái dễ thương. Cô gái mấy chị ơi, 40 ký trở về chốt cho em ạ là 353. 40 ký trở về mà 353. Rồi nhân tay mấy chị ơi, cái gì theo 55 ký trở về chốt cho em ạ, 652. 314 cho Nguyễn Thị Ánh Thắm. 55 ký trở về mà 652. Rồi đen cho em một người, đen 50 ký trở về chốt cho em là 282. 50 ký trở về mà 282. Siêu phẩm hiệu nè. Rồi đồng này cho em 55 ký trở về chốt cho em là 211. Đẹp chưa? 211. Rồi cái này cho em một người for resize nha, 65 số 7 ký vừa nha mấy chị, 70 ký cũng vừa nha. For resize mã cho là 339. Rồi đồng ru cá mấy chị ơi, cho bé đi mấy chị, 35 ký trở về cho con gái. 35 ký trở về mẹ 102. 652 cho chị Cuốn Yêu. Nhớ lấy chị. Nhớ chị đẹp. Rồi lấy cho mấy chị. Cuốn Yêu có số điện thoại nha Cuốn Yêu ơi. Sao không có số điện thoại vậy? Như tên quen mà. Rồi đồng này cho mấy chị ơi, 52 ký trở về chốt trên mẹ 421. Mỏi rồi mấy chị. Cáo nụ nha, cái này là cáo nụ. Lên số giúp em nha chị Cuốn Yêu ơi. Cái này là cáo nụ nha mấy trời. 1, 2 cho chị Thư Nguyễn. 53 ký trở về mạng 118. Đẹp chưa? 53 ký trở về mạng 118. Rồi đằng con chim cho em 57 ký trở về chốt trên mạng 34. Tầm này mặc vô đẹp lắm. 57 ký trở về mạng 34. Áo bé màu xanh rêu của bé trai,
35kg trở về một sân rêu với trai nha, 35kg trở về mẹ hai. Chúc cho con trai có một cái áo len này mấy trời. 118 cho Bùi Bất Thủy. À, ok nha chị Mai Thương ơi, để em dùng cho tỷ nha tỷ ơi. Trang lên cho bé đi mấy trời, 27kg trở về mẹ 3, 4, 3, 50 ngàn. Bán rẻ 50 ngàn áo len á. Rồi áo len cho bé luôn mấy chị ơi. Đây cho chị Nguyễn Hà. À bé nè mấy chị, 30kg trở về mẹ 669 em bé luôn. Tạm em bé. Rồi tiếp tục cho mấy chị một cái áo quần lớn, size lớn nha mấy chị. Chúc mừng chị nào 70kg. Quá đẹp. Cái này 70kg trở về chốt cho em mã 100. Chào cô nha cô Vệ Nguyễn ơi. Hello chị yêu. Chị yêu của tôi. Rồi nhưng tôi mới trời ơi áo khóc luôn, bán rẻ luôn, chơi luôn, 150 ngàn khóc. 50kg trở về 150 ngàn mà 313. Gia Trang mới chưa có số thôi ạ. Mà 313 giùm em. Rồi đồng này 50 cho chị Lê Hạnh. Đồng này mọi người ơi, 70kg trở về mà 426. 70kg trở về mà 426. Trời ơi, nó điệp dài ai mà điệp lại. Rồi đồng này 47kg trở về mã 165. 47kg trở về mã 165. Lên cái rồi nếu mà chị, lên 50 ngàn. 69 cho chị cuốn yêu. Lên nha, 60kg trở về 50 ngàn mã lên xanh. 34 cho chị Giang Cao. Rồi đồng đen này cho em mừng ơi, 56kg trở về chốt trên mã 75. Chị Vị Nguyễn ơi, lên lại cho em số điện thoại cho mới. Nhân tay lệ cho mấy trời, siêu phẩm cho em 65kg trở về. Oh my god, 65kg trở về mạng 156. Mạng 156. Áo không màu tím bán rẻ luôn. Chuột khóc tím đẹp lắm nha. Có 250 đó nha. Khóc tím 65kg trở về 150 ngàn. Chốt trên mạng 170. Chơi lớn luôn, 170, 150. Áo bé đi mấy trời. Áo bé giúp em 25kg trở về mọi người ơi, chốt trên mạng 33. 156 cho chị Cà Tân. À bé trai, chuột cưng quá. Bé trai 20kg trở về chốt cho em là 345. Em thấy số thôi chị rồi nha Vị Nguyễn ơi. Nhanh tay mấy chị ơi, rồi tiếp tục. Áo này em tặng cho mấy chị không đồng, mấy chị lên cho em áo tặng không đồng đi. Đẹp hôn. 55kg trở về comment cho em mã 491 kèm chữ bạn, 491 kèm tặng giùm em. Anh tìm cái gì? Rồi quên đâu? Rồi tiếp tục mấy chị ơi, áo này cho em 55kg trở về mạng 64. Mạng 64. Rồi tiếp mấy chị ơi, chù đẹp quá mấy chị ơi. Em này cho em 45kg trở về chốt trên mạng 297. Áo khóc mấy chị ơi, khóc luôn, đẹp nè. Khóc cho em nha, 30kg trở về mạng 145, đồng giá luôn 145. Rồi lên tặng cho mấy chị cái đầm viên nha. Trời luôn nha. Một tay không cho Lê Kim Xuyến. Đẹp lắm nha, đầm này đẹp nè. 65kg trở về 65kg trở về 200 ngàn. Chốt che mà 74, đầm viên nha mấy trời, đầm viên dập ly. 345 cho chị Phạm Hương. Lâu lâu tặng cái cho vui, cho tặng nhiều sạc nghiệp với chị ơi, có 200 ngàn không đủ vốn. Em sập shop em bỏ em đi theo với chị luôn á. 491 tặng cho chị Thanh Thanh. Rồi nhân tay mấy chị ơi, đầm này giùm em luôn. 50kg trở về mẹ 223. Rồi đồng nâu này em tặng không đồng. Nó bị lỗi. Lỗi vô đây mấy chị ơi. Lỗi mất rồi. Tặng không đồng nha. Còn mấy chị em mã nâu lỗi mấy chị. 60kg trở về mẹ nâu lỗi em tặng không đồng mấy chị luôn. Đồng 74. 74 cho chị Mai Sa Minh. Chị Tâm cho Thanh cầm rồi. Xin được có. Tại khác Thanh tặng khác. Rồi cổ lọ cho em mấy chị ơi, 50kg trở về 50 ngàn mã cổ lọ. Rồi nhân tay mấy chị ơi, đồng này cho em 54kg trở về mã 488. Lên cho em mã 488. 223 cho chị Cà Tân. Thước của mình là pha. Chị được 34 cái gì đó Bùi Bạch Thủy ơi. Không đồng tiền cho chị Lê Hạnh. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Tối nay không lên bộ chị Ngọc Vũ ơi.
Chưa mai nha chị, chưa mai lên bộ. Rồi áo đây chị mùa, áo đây em nói với chị 50kg trở về mẹ 269. Bố lọ 50 cho thật thà, thật là em. Mấy chị chú này cho con đi, mấy chị đẹp quá. 40kg trở về, mấy chị ơi chúng cho con gái màu hồng dễ thương. 40kg trở về mẹ 277 siêu mới luôn. 277 à, tặng chị một cái đi. Buổi thời chưa có cái nào hả? Rồi năm nay cho em một ơi, 56kg trở về chống che mạng 119. Bây giờ mai nhân viên báo đi Mơ Nguyễn, sao chị nhớ được hết. Rồi cổ lọ rồi nè mấy chị ơi, 50kg trở về mạng cổ lọ tím 277 cho ho vô ưu. Cổ lọ rồi nè, 40kg trở về cổ lọ mạng cổ lọ xám 50. Mấy cái cổ lọ mấy rẻ mấy chị 50 nè mà chấm. Rồi em bé 50 luôn mà, 35kg trở về mạng bé 50. Ok nha chị Bùi Bích Thủy ơi. Không này em tặng mấy chị không đồng luôn, 40kg trở về mà khóc tặng luôn. Khóc tặng mấy chị luôn. Hôm nay em bạn bán xác bán nhà lầu luôn. Chia sẻ cho em đi. Rồi áo nam này mấy chị ơi, áo nam nha, 75kg trở về mà 309 nam. Nam hơi bị đỉnh đấy nha. Cổ lọ 75kg trở về mà 309. Rồi đầm một, đầm một xanh đen cho em 65kg trở về chốt cho em là 234. 65kg trở về 324. Rồi nhân tay mấy chị ơi, đầm này cho em một cho chị Mơ Nguyễn. Đầm này đẹp nha, 52kg trở về chốt cho em là 375. 309 cho Lương Thái. Rồi lên cho mấy chị cái đầm nữa nha, 200.000 tặng rẻ 200.000 đây. Rồi đẹp lắm. Chị yêu nào 52kg trở về là mặt đẹp 200.000 chốt che mạng 151. Còn cái này hồi tối mặt này đẹp quá. Tối mặt đầu loa mạng 151. Ok rồi. Áo len nè đẹp lắm. Áo len for resize Lê Thái ơi, mặc được này Lê Thái. 234 cho chị Thanh Thanh. 70kg trở về chốt che mạng 113. Trời ơi áo len này nó đẹp. Bán rẻ đồng giá luôn. Chị lớn luôn chị Trúc Hà ơi. Lâu lâu chị lớn bữa. Rồi cái này làm bé mấy chị ơi, 27kg trở về mạng 198 bé 50.000 luôn. 198 bé 50. 113 cho chị Nguyễn Dung. Rồi đầm này cho em 45kg trở về chốt xe mạng 24. Mạng 24. Áo này cho em nha một coi. Chẳng mất rồi Lê Thái ơi. 65kg trở về chốt xe mạng 717. 717. Rồi đầm đuôi cá em mọi người, 40kg trở về chốt cho em mạng là 38. 40kg trở về mạng 38. 198 cho chị Nguyễn Hạnh. Sập nè mấy chị ơi, sập 50kg trở về chốt cho em mạng 332. Mạng 332. Ai cứ cầm đem ban bàn để đầm mùi rồi đầm đi. 65kg trở về đầm thủ cầm. 3 có người chốt mất rồi chị Trúc Hà ơi. 200.000 ai chốt cầm ơn nhanh nha mạng 216 lâu lâu tặng con. 216 200.000. Mẹ 216. Rồi nhóm mấy chị ơi, nhân tay mọi người ơi. Hồng 50k mẹ lỗi giùm em mấy chị ơi, dính cái kia chỗ đây. Hồng nha, 50kg trở về 50.000 mẹ hồng lỗi. Cầm đi giùm em 50kg trở về chốt trên mẹ 262. 50kg trở về mẹ 262. Rồi đầm đi cho em mọi người ơi, 50kg trở về mẹ 25. Qua nhanh mấy trời, mấy chị của em đâu rồi. Rồi đây size lớn nha mấy chị ơi, size lớn đen luôn. 216 cho chị Ho vô ưu. 65kg trở về mùa 50.000 mạng 125 bán rẻ luôn. 125 50. Một cái đâm chữ hát lên luôn mấy trời. 60kg trở về chốt cho em mạng 479. 60kg trở về 479. Nhanh tay mấy chị ơi. 50k mùa ngọt 50k mạng lỗi nhẹ đi mấy chị ơi. 55kg trở về 50.000 mạng lỗi nhẹ. Đầm màu xanh mấy chị ơi, 58kg trở về chốt trên mạng là 335. 58kg trở về là mặt đẹp mạng 335. Rồi xanh cá mấy chị ơi, 479 cho chị Thanh Thanh. 48kg trở về mạng 222. Đẹp quá, 48kg trở về mạng 222. Sắc luôn quá trời ơi. Rồi đầm này cho em 65kg trở về. Lỗi hồng ở nhà vườn Trần Thông. 65kg trở về mạng 124. Lên trên mạng 124. Đây cho mấy chị cái đồng VIP nha. Đồng này em bán tới 700 lận á. Ui ôi, tặng
bạn về hết tối nay mấy chị là vui nhất luôn á. À, đầu này 65kg trở về cho em luôn mấy trời. For size 65kg trở về 50kg vừa 200.000 lên luôn. 200.000 mà 238. Lâu lâu phản cá thôi nha mấy chị. Nhiều quá em bạn không hết. Bạn không hết lỗ mấy chị ơi. Rồi đồng đen giùm em mấy chị ơi. 56kg trở về chốt trên mạng 342. 56kg trở về mạng 342. Rồi áo nâu mấy chị ơi. Nâu 60kg trở về chốt trên mạng 728. 60kg trở về mạng 728. 335 cho chị Lê Hạnh. Rồi đồng này cho em mọi người ơi. Đẹp. 48kg trở về chốt trên mạng 480 50.000. 238 cho chị Mai Sa Minh. Chị Lan Cát Anh lại chậm ba nữa rồi. Rồi nhanh tay mấy chị ơi. Tiếp tục 56kg trở về chốt trên mạng là 354. Lên trên mạng 354. Rồi áo xám cho mấy chị ơi. 53kg trở về chốt cho em mã là 226. Lên cho em mã là 226. 22 cho chị Nguyên Thuy. Áo hồng cho em mùa ngôi. 50kg trở về chốt cho em mã 395. Hương Linh chậm mất rồi Hương Linh ơi. Lên cho em mã 395. Chậm mất rồi chị yêu ơi. Đã thuộc mất 238. Đầm xây mấy chị. Cho nên là mỗi cái có 1 rồi. Hàng VIP. Mỗi cái có 1 rồi. Không có 2. Cho nên không chung mọi người. Rồi áo khóc mấy chị ơi, lên luôn cho mấy chị 100.000, 65kg trở về nhà khóc. 287 khóc lóc lông á, đẹp lắm. Lên cho em khóc 287 khóc nhung dày hai lớp. Mới cứng. 287 cho em nha. Màu tối mất. Cho chị màu tối mất. Rồi nhanh tới mấy chị ơi, khóc tiếp mấy chị nè. Khóc mọi người ơi, 60kg trở về chốt cho em mẹ 439, khóc luôn, đồng nhẹ luôn đi. 226 cho chị Lê Hạnh. Rồi áo nam nha mấy chị ơi, áo nam 60kg trở về chốt cho em mẹ 67. Nam 60kg trở về 287 cho Lê Kim Xuyến. Rồi một cái đầm nữa nè, ai nhân tay được nè. Rồi đầm này size nhỏ nha mấy chị ơi, 60kg trở về, đẹp nhớ nhớ con tim luôn. 60kg trở về 200.000 mã 611, bạn rẻ 200.000 luôn. 611. 67. Một cái cuối cùng đi. 67 đến nhà vườn Trần Thông. Một cái cuối cùng đây, đẹp quá nè. Rồi đồng này 60kg trở về cho em 200.000 luôn mã 396. Ui dồ, nó đẹp cầu rồi. Trời đất ơi. Eo có bo eo nha mấy chị. Bo eo nha mọi người. Rồi tiếp tục mấy chị. Dừng đầm nha, dừng tặng đầm đi nha mấy chị. Được rồi, tặng như đó được rồi, phá sản luôn mấy chị ơi, nhanh tay. Rồi áo này cho em mấy chị ơi, 55kg trở về mạng 259. Mấy chị chia sẻ cho em đây, sao tối nó kém view vậy ta? Buồn ghê vậy. 295 cho chị Diễm Nguyễn. Áo vé mấy chị ơi, 25kg trở về 50.000 mã vé đi mấy chị. 50.000 mã vé. Đầm đẹp nè quý vị ơi, 53kg trở về đầm này chốt trên mạng 736, chấm bài lên. Chia sẻ cho thầy đi, chấm bài đi. 439 cho Diệu Nguyễn. Chấm bài đi mấy chị. Rồi 35-38kg vừa nha mấy chị ơi, chốt trên mạng 744. Bé cho chị Thủy Phạm. Rồi đi nha mấy chị ơi, 48kg trở về mạng 384. Mấy tỷ chấm bài giúp em nha mấy tỷ ơi. Để dưới anh. Mấy vừa rồi thôi. Mấy vừa chốt xong đó. Hai đứa chiếm dự bị cho chị Trần Hương. Rồi đồng này cho em mấy chị ơi, 40kg trở về mạng 372. Đồng vốn hả chị? Chắc hơi lâu á chị, quay qua mùa nắng á. Đầm chỉ giờ em cũng không muốn lên. Mệt quá. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, áo này cho em đi mấy chị vô. Điều nó kém làm dính lên đầm. Áo này cho em đi cùng mọi người nhanh tay. 50kg trở về mà 443 mấy chị chấm bài cho em đi. Rồi chấm bi mấy chị 50.000 mà chấm bi đi. 50kg trở về 50.000 mà chấm bi đi.
Này đẹp này mấy chị, 70 ký trở về đầm đen, đẹp sang. 70 ký trở về chốt trên mạng 215. 70 ký trở về mạng 215. Quá sang luôn mấy chị, 65 ký trở về chốt cho em mạng là 348. Lấy cái lò sưởi nó bật nắng ngoài quá. Thì hai chân làm ngắt nè. Là tê tái luôn nè. Cảm ơn chị nhiều nhé Thủy Phạm ơi. 443 cho chị Dung Định. Nay nhận được kiện hàng hơn 2 triệu mà cái nào cũng mê. Cảm ơn chị yêu của tôi. Một livestream nhà em tí ít người nhưng mà rất là chất lượng nha mấy chị. Nhanh tay lên, chia sẻ mạnh cho em đi, em lạnh quá. 215 cho chị Anh Cao. Rồi, đầm này cho em 40 ký trở về mà 358 50 ngàn thì mấy chị đơn giản mới rẻ cái này 50 ngàn đi. 736 cho Bình Nguyễn. Em chào chị Hiệp Lai à. Rồi, một cái áo nam nha mấy chị, 60 ký trở về áo nam. Mà em á. 60 ký trở về áo nam à 203. Lên cho mấy chị áo khóc này. Khóc đẹp đấy. Áo khóc nha, 52 ký trở về khóc. 150 ngàn mà 612 khóc bán rẻ khóc. Hôm nay có cái khóc của em, mấy chị sẽ được mua rẻ đấy. Nó mà lùn cái khóc nào thì bán rẻ cái đấy, lùn cái nào bán rẻ cái đấy luôn. Rồi nhâm tay mấy chị ơi, đồng này cho em 40 ký trở về chốt trên mạng 200. Mấy chị còn thấy em không chẳng gì mạng đà la. Rồi áo này 45 ký trở về 50 ngàn mạng xanh. Khóc luôn đi mấy chị. 612 cho chị Trung Phan. Mấy ngày lúc kia mình lúc kia lúc trở gì mất. Hai không ba cho chị Mạng Đà La. Ok để có em hú nha chị Lê Thái thôi. Ok gái. Rồi khóc rồi đi mấy chị ơi, 45 ký trở về mạng 513. Xanh reo quý vị ơi, 58 ký trở về chốt với mạng 536. Mạng 536. Cô lọ này mấy chị. Cô lọ nhiên. Tay ren này chứ. Cô lọ 55 ký trở về 50 ngàn mạng cô lọ đi mấy chị. 50 ngàn mạng cô lọ đi. Em bé này nha, 50 ngàn em bé luôn nè. Cần hồng. Bé nha quý vị. 20 ký trở về cảm ơn nha mạng xanh bé 50 ngàn. Xanh bé 50k. Cổ lọ cho chị Thủy Phạm. Đâm cổ lọ rồi nè mấy chị ơi, 50 ký trở về cảm ơn nhà bạn đâm cổ lọ 50 ngàn luôn. 372 cho chị Nguyễn Trinh. Rồi đâm hồng cho mấy chị ơi. Cho Lê Thái. 60 ký trở về 50 ký vui nha mọi người. Hồng lỗi nhẹ giùm em 50 ngàn luôn. Khóc này mấy bà ơi, chạy cái khóc nhung tuyết nha tôi. 150 ngàn mã khóc 52 ký trở về mã khóc nha, 52 ký trở về 150 ngàn mã khóc. Quay vô nó đẹp rồi. 70 ký trở về chúc mừng bà chị gái nào chốt được cái siêu phẩm 200 cho chị Nguyễn Vy. Quay vô cái này bèo bèo bán 250 đấy. Đầm hồng cho chị Mạng Đà La. Hồng lỗi nhẹ nha. Nhớ ghi chữ lỗi nhẹ vô. 50 ngàn. Ừ, 79 ngàn là cái rồi. Đây đẹp không? Siêu khoảng 70 ký trở về nè Lê Thái ơi. 70 ký xám cho Lê Thái đi. Cái đó hơi bị đứng anh. Rồi áo khóc tiếp mấy chị ơi, 150 ngàn nha. Cái xám này có cái chị Nguyễn Thanh. Chúng ta thấy mất rồi chị Nguyễn Dung ơi. Rồi cái khóc rồi đi mấy trời. 150 luôn, 54 ký trở về 150 ngàn luôn mà 404. Chị Nguyễn Dung bị chậm cái tháng rồi. Tình yêu của em ơi. Tiếp cái 70 ký rồi đi mấy trời. Trời luôn. Đẹp quá, như cái nắng luôn á. Ở đâu
70 kg trở về chốt chi phải là một vườn không? Trời ơi, cái bán 10.000 cái áo mà quá đẹp quá đẹp. Cái cụ lọ nữa đây mấy chị ơi, bán đi 50.000 luôn. 50 kg trở về mọi người ơi, cái này cho em mọi người ơi. Bà xám xanh 50.000. Một 49 cho chị Nguyễn Dung. Đâu cũng chị đâu. 140. 140 chứ đâu phải 149. Chị Nguyễn Dung ơi. Chị bấm lùn á, chị bấm nhăn á, chị bấm lùn á. Rồi đầm này cho em mấy chị. Đầm này cho em đi, 50 kg trở về mà 214. Rồi ok, em chốt cho chị Dung rồi đó, chị Nguyễn Dung ơi. Xe phẩm rồi nè, 70 kg trở về. Úi giời ơi, nó đẹp. 404 cho chị Kim Anh. Ôi, rồi 70-75 kg vừa nhớ chị mã 111. Trời ơi, cái này mà không chốt là tí ca chồng quá. Mã 111. Trời ơi, 80 mã hơn. Nó rỉ sao mà nó rỉ. Vậy chứ tôi đi mua bữa nào qua đây cho tôi đi mua lại. Chốt trăm mấy cái. Sao sao nhớ chị Thanh Thanh. Ủa ra, gucci, đầm gucci nha. Đầm gucci 55 kg trở về mã 284. Trời ơi, 79.000, giật mình chưa? 284 không tranh thủ chốt mà hết. Đó, cái đầm này đẹp mấy chị ơi. Nhớ không tìm màu đen quá. 60 kg trở về chốt trên mã 712. À, thì có ai bán đầm đẹp vậy? 79.000 mấy chị, 80.000 mấy chị. Thì hết. 60 kg trở về mã 712. 111 cái chị Nguyễn Nga. Áo mỹ trai mọi người ơi, 30 kg trở về chốt cho em mã là 236. Đẹp quá hả? Đúng bài luôn á. Mã 236. Rồi đồng này 50 kg trở về chốt cho em mã là 292. 712 cho chị Thanh Thanh. 50 kg trở về mã 292. Chốt nhiều quá rồi, chốt nữa trời. Rồi đầm này cho em mọi người ơi, 65 kg trở về. 65 kg trở về mã 15. Nãy giờ có đơn chưa? Rồi. Rồi tại cái này được không? 284 cho Bùi Bất Thủy. Có đẹp chi nữa. Rồi em lên cho em 60 kg trở về tặng không đồng mã xanh tặng. Đây có cái khóc này với chị. Khóc ơi là khóc. Chốt mã tặng giúp em nha chị Bùi Bất Thủy ơi. Thấy chưa, có 150.000 luôn, có 250.000 đó nha quý vị ơi. Bé trai nha, 35 kg trở về 150.000 mã 75. Bé trai khóc mã 75 150. Tôi còn 2 triệu chưa nhận được, ráng chơi, ráng chơi, ráng đợi. Rồi đầm này cho em đi với mọi người ơi. Tặng cho chị Bùi Bất Thủy. Đầm này cho em 45 kg trở về mã 258. Hôm nay thích tặng lên tặng nha. Trời lớn đó mà bán cả lóng hàng mà chưa tiếc tiếc gì cả tặng dữ gì đâu. Mấy chị đi cho em chị tính tài rồi. Rồi đầm này cho em mọi người ngủ đi. 50 kg trở về mấy chị nha, chốt cho em mã là 597. 597 mấy chị. Lạnh quá mấy chị ơi. Mấy chị có thấy lạnh không, cho em lạnh. Nãy giờ đứng rụt rõ rậy nè. Tầm này cho em đi mấy giờ, 53 kg trở về chốt trên mạng 489. 75 cho chị Kim Châu. 53 kg trở về mạng 489. Em lỗ nhiều lắm á, không phải lỗ. 15 cho chị Bình Trần. Áo khóc này mấy chị ơi, siêu phẩm quá. Đẹp quá. Khóc 350 cho luôn, đẹp quá. Khóc size lớn nè mấy trời. 256 cho chị Ngô. 489 cho chị Trần Hương. Trời ấm. Mặc dù tự nhiên thấy nó ấm nửa cuộc đời. Khóc nha mấy chị ơi, khóc say bự này. Cái này là thái mặt chị vừa này. 70 kg trở về khóc nha mấy chị ơi, 150.000 mặt 626. Cố tình mặt thử á. Để biết được cái form đó. Ai mấy trai mấy chị ơi, 25 kg trở về giùm em. Mà 25 kg trở về cho em mọi người, mà bé mẹ bà bé 50.000 đó. Con cỏ cho lớn thấy con này bị lỗi chấm dính gì đây rồi.
Rồi 50k đi mấy trời, 52 cái trời ơi, áo khoác lụa 50.000 luôn. Mẹ lụa cho mẹ khoác lụa. Trời ơi, thêm cái khoác nữa đây quý vị ơi. Khoác nha. Thấy không? 50 cái trời về cho em 100.